Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Tất cả anh em team thì vừa từ Los Angeles, Long An, LA, nhà Phan Diễm về thì anh em mình có ghé qua thăm nhà anh Phúc chị Thảo các bạn ạ. Thì hôm nay được sự cho phép của anh chị thì xin phép là quay chia sẻ với mọi người để cho mọi người biết là ngôi biệt phủ của anh chị. Nói nhà được rồi. Ngôi nhà rồi, nhà. Vâng, đây mời các bạn vào phía trong. Ở phía ngoài thì có 1, 2, 3, 4 cây cau, 5 cây cau. Cái cau này mình lại nhớ đến kiểu cây đa dịch nước sân hình ấy nhỉ. Mà có cau rồi, có trầu ấy kiểu. Trước trồng cau sau trồng chuối, nhưng mà mình trở ngoài sau không có trồng chuối. Trước trồng cau sau trồng chuối. Cái này là cây lộc vừng hả anh? Cây lộc vừng. Nhưng mà cây nhà mình nó lại bông màu vàng, chứ không phải bông màu đỏ. Thế ạ. Cái này là lá trầu hả anh hay cây gì đấy? Không, cái này cây trầu bà. Nhưng mà không nhả được đúng không anh nhỉ? Không, cái này là cây trầu bà trên đây. Rồi ok. Còn cái này là cái gốc lũa. Gốc lũa. Đấy, kết chơi len Tết bắt đầu là mấy anh làm vườn, mấy anh mới tới kết. Quá đẹp chưa? Tết là nguyên nhà bông. Tết là nó là chỉ có đầy bông nhà. Biệt phủ đẹp quá. Cái này là bằng gỗ đỏ. Mà gỗ đỏ này là gỗ đỏ xịn đây này. Gỗ đỏ Lào đấy. Đẹp. Wow. Các bạn nhìn đâu, vào đây là choáng ngợp luôn. Đúng là mình gọi là ếch ngồi đáy giếng các bạn. Cái này là cái này là ngư tiểu canh mục. Cái bức tranh, cái tích của nó. Cái tích là ngư tiểu canh mục. Cái này là tất cả là nu ghép lại đấy. Nu ghép lại. Trình độ ghép của các bác cũng đạt đến thượng thừa luôn này. Ghép hình kiểu đẹp nhỉ. Còn cái này là bằng cái vỏ sò. Cái này là vỏ sò. Đẹp quá. Đây là bàn trà. Em cũng đang bảo là em thiết kế một cái góc nhà em làm cái bàn trà nhỏ nhỏ như này. Thường ngồi đây pha trà xong anh em uống. Dạ. Đẹp quá. Ngắm cá luôn. Tí nữa thì mình sẽ đi review cụ thể cái bể cá koi này nha anh ấy. Nhưng mà ngắm qua sơ bộ này nhìn nó đẹp quá. Ôi, toàn loại cá kiểu đặc biệt. Mà anh Phúc là một trong những người chơi cá koi hàng đầu đầu tiên ở Việt Nam luôn các bạn. Cái đó là mình nói thiệt mà. Vâng. Luôn cả mấy người mà chơi cá mà tự bắt Trung Nam luôn. Còn cá. Cái này là cái gì đây anh? Cái gõ đỏ đó. Cái gõ đỏ. Gõ đỏ anh Tạc, ông gì lẹ. Ông thế nào? Hả? Này lâu lắm rồi. Thế anh à? Còn một cái bộ bàn ghế đặc thế biệt. Còn cái loại này là loại gì đây? Gốc gì này? Gốc đinh lăng. Lăng à. Rồi. Quả gốc này cũng to đấy. Cũng của người bạn lúc đó tặng anh. Đó. Chưa uống luôn. Hôm bữa có rót ra uống một miếng à. nhiều rượu quá. Đây là ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn cái này là cái tích gì đây? Cái này mà anh, cái này là gọi là tích gì anh? Cái này là gì anh không biết đâu. Chị... hả? Cứ là rồng. Cả nhà biết chỉ dùm nhiều khi thích. Đúng rồi, các bác biết tích gì các bác chỉ cho phát. Cái này là của canh nghệ nhân kế bên nè. Ảnh là nghệ sĩ nhân dân Đức Dậu á. Cái này là chống da dội. Cái chồng vợ biết lắc còn không nhỉ? Đó. Bao nhiêu lâu mà vẫn nghe còn cái tiếng nước ở trong này. Là sao anh? Cái da dội, cái chống này là lâu đời lắm, của người dân tộc. Đó là siêu vẫn siêu tầm. Còn nước ở trong luôn á. Không biết giữ nước bằng kiểu gì thì anh không biết. Nhưng mà vẫn có giờ em nghiêng qua em vẫn nghe tiếng nước róc rách. Còn đây là hai cái mấy cái cột. Anh không hiểu là kiểu gì. Nhưng mà cái này là cái gõ đỏ. Nhưng mà
Đây này, ở đây em thấy rất là nhiều cột luôn. 1, 2, 3, 4. Con biết cái chữ con nhắn thấy không? Có đỏ lên. Hả? Tưởng nè. À. Tùng. Đẹp quá nhờ. Ơ cái này có nu rồi anh này. Hả? Đấy không phải nu, vân. Vân à? Nó sơn nó kiểu hôi khối, nó ướt, nó hơi bị ẩm, đợi sơn nằm tí. Đó là vân này nhìn nó quen. Sờ đây xin lộc tí. À. À xin lộc xoa bụng à? Vậy là tưởng bụng anh là chắc hơn em nữa nè. Thế thì xoa luôn mà cái bụng này cho nó uy tín này này. À đây là tích à. Vâng. À còn là bên này là tam đa. Cái này là bằng gỗ gì anh? Cái xá xỉ. À gỗ xá xỉ. Cái xá xỉ là nó sẽ thơm anh nhỉ? Đổ nước lên là nó sẽ thơm ra. Sao rồi nuôi hết này? Nung. Anh cho sao biết này? Tại nếu mà em mà chơi mà xá xỉ mà em chơi bằng thịt là nó tét hết rồi. Là nó tét. À nu. Cái bước này anh đặt chỗ này nó không có chỗ kê đâu. Bước này là quay bốn bề là mới đẹp. Sáu nguyên nu. Ừ, có nghĩa là đặt lên cái mà xoay. Sao trẻ con đúng như anh ấy. Đập vào đây thì sao tay vào biết rồi. Chứ nếu mà em chơi thịt là tét hết. Nếu mà em tạc tượng tét hết. Cái này được. Bằng nu á. Giờ mà đổ nước lên bắt đầu nó ra mùi xa xỉ. À. Ra mùi thơm. Thế con này cũng là gõ đỏ luôn. Gõ đỏ khảm ốc. Khảm. Thích màu đỏ lên nó đẹp. Màu nó đẹp. Còn này, đây là bộ bàn ghế nhỏ nhỏ thôi. Không được to nhưng mà cái giá trị thì nó lại cực kỳ là to. Đây là bộ gỗ cẩm lai. Cẩm lai nhưng mà hàng cẩm lai Lào à? Lào Việt Nam với nhau cả. Đẹp chưa? Này trước cũng đứa em nó tặng cái này với cái bình rượu. À. Anh còn số của thằng em ngoài được không anh? Anh bảo nó liên hệ người gấp với em hát. Đẹp quá. Khu vực trong này là... Này có... Xưa anh chơi cái hồ cá nhỏ bên đây. Dạ. Ồ, ở đây có cái bàn này. Sữa ơi. Mày có làm được cái bàn giống như này không? Này anh để ngoài cái nó bị hơi làm được bị... nhưng mà không kiếm được tấm nu có đỏ đẹp như này. Nào anh này. Đẹp luôn. Nu Lào à? Đây nó làm mới lại đen. Cái này mà nắng có đỏ là nó nắng xuống màu. Cái xả nó cái là đó nè, xong rồi tẩy, xong rồi tẩy nó lên nó. Đúng rồi tẩy. Nhưng mà đặt đây xong nó lại xuống. Bởi vì nó chất gỗ này. Còn ôi trời ơi. Này. Trong này. Ui ôi cái phản này. Thằng Phan Đình Hùng đã ngồi thập diện mai phục ở đây rồi. Đây, cái này nó lên màu đẹp chưa? Đấy, ở trong nhà này, nó sẽ giữ màu này. Giữ màu, sụn ngô. Sụn ngô. Hôm nay đưa sự đi... Cái này biết là gì? Cái tù và. Cái gì ạ? Tù và của người dân tộc á. À, cái tù và. Mà mình không biết thổi thôi. À. Của cái anh ảnh tặng nè. Anh tặng mấy cái này. Nó làm từ đồng đá kia. Hay sao ạ? Cái tù và. Đá họ khoan. Đá khoan. Mấy đứa mà rảnh á, anh liên hệ nếu mà có duyên gặp ảnh bên bển qua nhà anh mấy đứa mới thấy sát bên chắc anh mới cặp. À thế à. Qua anh... đáng quay luôn. Thế à. Thì tí nữa anh thì liên hệ xem anh có ở nhà không. Nhưng mà trước hết cứ đưa anh em đi chơi ở đây đã. Cổng chiêng này. Đấy, anh cũng sưu tầm gọi là nhà đủ hết luôn. Một trong những bộ sưu tập mà đồ dân tộc á. Dạ. Mà ảnh đa dạng luôn. Ồ. Hình như ảnh là có tiếng ở Việt Nam không á. Vâng. Không, cái chép á. À. Cặp lo cái chép đó. Rồi, giờ anh em ra ngó cái bể cá xem nào. Bể cá là em thấy là có hai cái mà nó có thông thiên với nhau không anh? Không. À, riêng hết ạ. À. Ở đây có khi là mỗi một chú cá ở đây là có giá trị. Này nó thân thiện cái em ngồi xuống em đưa đồ ăn là lên nó ăn. À, thuần à. Tại em lấy thức ăn chìm á nên nó lặn xuống hết nó ăn. À. Cả đó. Chỉ
Ở đây là cũng rất là nhiều những cái lúa. À, cây lục vừng mà hoa vàng đây đúng không anh? Đúng rồi. Hoa vàng trên cỏ xanh. À, anh trồng ở tận trên này chứ đúng không? Đúng tận đó. Ồ. Tuyệt vời. Anh nói tất cả các cây là đều màu đỏ hết, nhưng riêng chỉ có cây anh là dạ, màu vàng. Thế là độc nhất vô nhị. Không, mình không biết đâu, nhưng mà mình thấy hình như nào giờ mình chưa thấy. Thôi, mân mê làm cái gì? Đã nhờ. Giờ này còn có. Mầm thích cái cối. Vậy là tí phải tặng cái cối đó. Cái cối đó hồi xưa anh thích á, cái hàng kia up lên trên Facebook á. Ừ. Anh thấy anh tưởng cái cối lớn anh đặt nó rút cổ đem tới giao cối. Có tài. Thiệt vô. Nó đem tới nó giao mà anh hỏi ơi luôn, mình nói trời ơi. Ui dồi ôi, này. Anh em này. Bộ bàn ăn này, uy tín chưa? Thế là anh mua chơi cả gốc không, anh xẻ hết ra? Đúng rồi, anh mua ngắm cái anh xẻ. Đấy, em cũng phải tính như thế. Hồi xưa để vuông thì nó hơi thô. Nguyên miếng chứ. Xong cái để cái là kiểu là cái nguyên tấm luôn. À, kể cả cái ốp ngoài này cũng là một tấm luôn. Làm kiểu nhìn cho nó cái cách điệu đi cho nó. Nhìn cho nó. Ừ. Đây ở đây người ta gọi là gì biết không? Thừa giấy là vẽ voi đấy. Này, bể cá thủy sinh. Đấy, chơi người ta phải chơi. Cái bể thì anh có, nhưng mà cái xung quanh cái bể này, để bọc này, gỗ này. Sơ, nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn kỹ cái này nhá. Lọc cái anh cả chứ. Đúng rồi. Đúng. Này. Hệ thống lọc để dưới. Hệ thống lọc ở dưới. Thế nhưng mà có cái loại cá to mà nó quay cả cái ấy vào đây không? Rồi, có. Nàng tiên cá thì đấy, cá. Mày sắp chết rồi. Anh này thấy ông Hoàng nói đúng không? Anh là phải tới nhà anh Phúc. Này, đây là gỗ này. Chuẩn đấy. Đó là khu ngôi nhà này. Anh có thể tiết lộ ở đây bao nhiêu khối gỗ không anh? Không, anh làm giống mình, như cứ làm thôi chứ. Cứ làm thôi chứ mình không biết là bao nhiêu khối. Chỗ này là lại mua thêm, nấn thêm. Ừ. Anh nghe là nó không cố định. Hồi xưa mình chỉ có 3 căn. Ờ. Xong cái mua cái mình thông. Hả? Cùng một cây. Ừ. Cây này là cũng phải tầm khoảng hơn gần 2 mét đấy anh nhỉ? Đúng không? Chiều rộng rồi này. À, 1m8 à? 1m8. Ừ. 1m8 là bằng cái sập nhà Phan Diễm. Hồi xưa anh cũng tề bỏ bớt cái chứ. Dạ. Tại vì dài lắm mà anh cũng phải cắt luôn chứ mới lọc lên được chứ đâu có. Anh cắt cái miếng anh còn đang bỏ trên lầu rồi. À. Có ai thấy phí nhanh không? Nhưng mà giờ mình không có chỗ. Cái nhà mình nó như thế rồi. Không gian. Nhưng mà nhà chị Thảo là rất nhiều bộ bàn ghế đẹp. Nhưng mà mọi người biết không? Chị ngồi đâu ăn không? Ngồi đây có được không? Bởi vì đây là gỗ này là gỗ cao su. Công ty sản xuất. Đấy, công ty của anh chị là sản xuất loại này. Đấy. Này nó nuôi đẻ ra mấy gỗ kia nên mình vẫn ngồi gỗ này. Đúng rồi, có nghĩa là đây người ta gọi là ăn quả những cái ở trong cây. Không, mà anh nói thiệt. Chút nữa mấy đứa lên giường anh sẽ giới thiệu anh có bộ rụt, bộ bàn ghế giá trị kinh hồn. Ừ. Không, cái đó nói thiệt chút anh lên chỉ cho. À, quá đẹp. Cái đấy là nói thật. Ồ, ở đây là một cái bếp. Nhà thì mình phát hiện là sơ bộ là thấy là có khoảng 3 cái bếp. Đấy. Đây là bếp có nghĩa là nấu những cái đồ nó kiểu nó nặng mùi hơn, còn phía trên sảnh kia thì là ấy hết đúng không anh? Nói gì ở nhà tủ nhà bếp. Nhà miền Nam nhưng mà toàn là rượu mơ không à cả nhà. Ngâm mơ. Còn rượu Bắc. Ngâm mơ, ngâm đồ không? Dạ. Tuyệt vời. Tủ bếp này, gỗ này, lên màu đẹp nhờ. Đẳng cấp. Hồi xưa mấy đứa nhỏ nó chơi cái con cá beta này. Dạ. Giống như cá đá đó. Rồi, cá mà cái vây biết của nó to đúng không? Cũng đưa cho mấy nghệ nhân người ta tạc ra. Dạ. Về chân. Phương thứ ba chơi. À, dạ. Yeah. Hả? Hả? Đâu? Ồ, ở đây lại một phòng... phòng ăn nữa, phòng tiệc nữa. Không, cái phòng này... Phòng này chắc là để... Hồi xưa cái bộ này để ngay chỗ bộ ghế salon á. Cái à. Bạn nó tặng cái... Đưa em này qua đây. À. Thế còn... mình ngồi cái bàn này để họp làm việc nhá, cũng được. Miền Nam mình không
Ăn uống ví dụ như là có khoảng chục anh em ngồi một góc này mà một cái phòng. Nếu mà bàn ăn á, mình khuyên nên á, làm nhỏ cái bề này lại. Tại lớn quá để đồ ăn mình khó gấp. Đúng rồi. À. Nhưng mà nó như cái bàn ở trên đó, bên trên bếp á, nó tụt. Nhưng mà nhiều nhà kiểu người ta ăn một tay, mình ăn mà còn. Đúng rồi. Bàn mét rưỡi cơ. Bàn rưỡi dài quá, 6-7 mét. Đúng, đúng em này nói đúng á, ăn bàn tay thì nên ăn bàn dài. Chứ mình ăn ở ship cổ, ship sau. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ ngồi bên kia mà bây giờ dĩa thịt để đây. Rồi. Có nghĩa là ăn bàn tây là nó có người phục vụ, có người phục vụ. Ừ. Cái này chỉ là ăn đồ tây như em nói chính xác. Dạ bán cũng bán hết có sao. Còn phía bên này là rượu chuối hột nhá. Rượu chuối hột này là mua bên Sapa TV. Đây, anh em thấy không? Quá uy tín luôn. Đây là chuối hột cả quả. Ngâm mà ra cái màu như này rồi là phải ngâm lâu lắm. Cái xưa lúc anh còn làm cao su á. Dạ. Là anh với lại hai người chị nữa có 300 hectare. 300 hectare chuối hột. Là này là nó nằm ở dưới mấy cái chiền mà. Rồi. Trong dưới mấy cái khe. Chuối này chuối rừng mà. Chuối rừng em thấy chảy chút không à. Đúng rồi. Còn đây là bức đạt ma. Cái này là đẹp nhỉ, cái tà áo đầy đủ hết này, cầm trượng. Hũ rượu. Đây là nước, ai em bảo rượu đặt ma là uống nước đấy. Mày cái thằng đồ thuốc khác này, quan trọng là một cái gốc lũa cực kỳ là nó to. Nó bắt đầu con chơi và hút chút cân. Ừ. Con coi à, đi thì ta ra cái biển khá coi xem đẹp thế, bỏ đạ luôn. Cái cây này là cây nhãn này. Cây lồng nhãn á. À. Nhưng vẫn có quả chứ anh nhỉ? Có chứ. Nhưng mà dơi ăn hết rồi. Ờ. Nhiều người hỏi sao anh không bịt lại mình nó thôi. À, anh ấy thích ở cối này. Ờ, cái cối nó mới là đúng cái cối đặt đó. Đây. Cối này ngày xưa là nhà mình làm để xay đậu, bố mẹ mình là bán đậu phụ á. Dạ. À, nó đặt lên đây đúng không anh? Không, cái cối này là để người ta giả nè, tại vì anh đang nó có cái chạy theo cái chạy. À. Cái cối này của người ta lâu đời lắm rồi đó. Dạ. Cái chạy với là cái cối này đẹp quá. Đây, cá này mấy con gọi là siêu to. Ui anh ơi, con này phải mấy cân đấy nhở? Tụi anh chơi dòng cá này thì không có tính cân. À. Ui dồi ôi. Mấy con cá này nó thân. Đây đây, anh cho anh cho nó ăn này. Ui siêu to khổng lồ luôn này. Nhưng mà cá này là giống ở đâu hả Huynh? Nhật. À. Nhật về. Nhập về thì cá này có giấy tờ đầy đủ hết anh nhỉ? Hồi xưa là mấy anh mà chạy cá là lớn bên Nhật á. Dạ. Là hàng năm đều tới nhà anh hết á. Tới đây chơi xong ăn cơm đây nè. À. Mấy anh hiện giờ mà chấm giải trên thế giới luôn á. Dạ. Vậy ống vàng luôn. Em thấy vừa rồi mà cái anh mà hội trưởng bây giờ câu lạc bộ cá coi ở Việt Nam mình á. Dạ. Mấy ảnh đều biết anh hết. À. Giờ anh không tham gia nhưng mà tất cả các người mà chơi cá coi mà kiểu như là mấy cái đời trước là đều biết anh hết. Đều biết anh hết đúng không? Ở đây có một cái khế to này. Anh Phúc con chơi con trước đấy. Cái vảy chứa lưng nó to. Cái ăn khế chả vàng. Đây phải đứng ở đây thì mới nhìn thấy cái ngôi nhà này nó uy nghi này. Đấy. Xung quanh. Anh Phúc ngày xưa là không phải trồng cái gì mà coi như cũng được đánh mát. Bên cạnh là nướng. Để hết rồi. Khế này là khế chua khế ngọt anh? Khế này khế ngọt. À, khế ngọt. Cũng là mở mang tầm mắt. Nhìn này. Phía trên. Đấy, thấy không? Thế là tổng ở đây là 6 lô. 6 lô.
đẹp quá. Đúng là hôm nay là đi gọi là mở mang tầm mắt đấy các bạn. Lúc trước ấy, em qua quay nhà anh Phúc mà phải xin ảnh thôi anh đừng dắt em đi nữa. Đi mệt quá. Đây là bức công này. Đẹp ấy. Cái này là có bằng ngới hết anh nhỉ? Đúng rồi. Quả đỏ. Đó đây. Là ấy, thờ. Quả sập à. Em phòng thờ. À phòng thờ ạ. Đây là phòng thờ anh chị đẹp. Phòng thờ nhà anh chị ấy. Từ hồi dạ. Mình được cái trọng trách thờ tổ á. Dạ. Như công việc của anh các cái này. Nó cũng được. Hồi xưa thờ ở bên nhà nhỏ bên kia. Wow. Xong cũng làm ăn được cái xong. Sau này anh định ở trên cái nhà thờ ở trên giường. Wow. Đẹp quá. Phía ngoài này là dạ. Cái bà Bích Hằng ngoài Hà Nội đó. Ui, này. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát phù đồ trì cho con sớm đạt nút kim cương. Bên này là không phải rồi đúng không anh? Bạn làm hết bên này. Đang nhìn xuống cái hồ. Ôi ôi. Đây. Đây là sữa ấy. Đây là một tấm nguyên khối này. Thấy không? Tranh. Tranh đẹp không? Được xem. Ừ. Nhìn sơ qua này là thấy có cái thích giống mình quá. Mình thích cá sen cá mà. Em thích nông quần phụ một đục đấy. Cá sen thích ấy. Thân vị mà nó giống đấy. Nè. Nhà cũng được một cái đồng quê cũng thử có một vườn sen này nữa. Và tấm này khác tấm à. Dưới là tấm này là vinh quy bái tổ à, vinh quy bái tổ. Tấm dưới là ngư tiều canh mục à. Cái này là vinh quy bái tổ, vinh quy bái tổ. Nó bằng ốc. Đây cũng là ốc. Anh cái đó anh không biết. Cái này là em nhìn thấy cái này là nó tạo cái gì mà nhìn nó có kiểu gọi là thân cây nhìn lâu năm. Thằng này ốc cái người nghệ nhân này lớn tuổi mà cũng mất rồi. À làm cái này với lại hai cái lập bình ở trên giường. Ờ, đó là cái nghệ nhân làm cái này thì bây giờ nó là độc nhất vô nhị rồi. Khảo ốc phải nghệ nhân mà, không phải ai làm ở đâu mà. Khảo ốc này nó tinh túy á. Tuyệt vời. Đúng là phải đi mở mang cái tầm mắt các bạn ạ. Ở nhà thì ếch ngồi đánh giếng thôi. Cái này cũng động lực cho cả nhà phấn đấu hơn. Đấy, anh em cố gắng lên nhá. Này chia sẻ thôi nha cả nhà. Anh em YouTube Bắc Trung Nam nhá. Cố gắng là anh em mình sẽ phấn đấu được cái nhà như này là anh em nghỉ hưu. Này là, đây là toàn đá hết đấy các bạn ạ. Lát là đây chỗ để lát đá hết tập thể dục à, phòng tập gym, tập thể dục. Ơi trời ta, mấy nữa em phải làm cái bộ giống như này. Em có phòng tập mà riêng mà. Tuyệt vời. Mập ơi, vào đây mày luyện cơ thì đi em. Này. Nặng quá. Anh phải làm nó nặng. Cho mấy cái bãi lên. Em đố anh nhấc này lên một tay. Nhấc lên về này. Cái gì đâu em? Tay thôi nhá. Này. Này. Anh chỉ làm một lần thôi đấy. Nhìn thế này. Đây. Yeah. Đây, thử rồi, thử. 20 kg. Còn tay đúng không? Nhất. Không được văng.
Ồ. Bắt luôn cho nó trơn. Trơn lại cái nữa nha. Thôi thôi thôi. Em phải cầm cái kia kìa, nó có thể nó lật á. Trơn á. Thôi. Anh thấy vậy đó. Hết sức bình tĩnh, nó co và chán thôi. Nó quay vô một phát là xong luôn. Phải cái kia. Thôi. 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 Hết sức bình tĩnh. Này. Này, bây giờ mình nhìn ở gương mình phát hiện ra này. Giám đốc bia Sài Gòn. Đây, anh em nhìn được chưa? Thôi chết tôi rồi, về giảm cân thôi. Bình thường em mặc những quần áo mà nó che như cái này đi ấy. Hôm nay tuyệt vời, đẹp quá. Phòng tập đây có ghế sofa, tivi, xem giải trí, mở Sapa tivi. Vừa đi bộ nhưng mà này để cho khách. Dạ. À phòng khách. Không, để cho khách có nghỉ á. À. À khách nghỉ ngơi. À, toàn da. Da xịn hết. Hả? Ủa khách mà ở VIP này. Ô trời. Có luôn ghế tình yêu mà. À. Có luôn ghế tình yêu. Này bàn à, cái giường này cũng đẳng cấp. Ừ. Đấy, ai được đến đây có được. Cái này ghế tình yêu phải không? Ghế tình yêu quá. Em không có tình yêu ngồi được không? Thôi mày ngồi gãy luôn. Cầm lại. Còn đây là phòng à, vệ sinh. Vệ sinh. Nhà anh chị mà to nhưng mà sao mà nó ngăn nắp sạch sẽ nhỉ? Phải nói là chuẩn tiêu chuẩn khách sạn 5 sao luôn ạ. Sạch sẽ. Anh đặc thủ trong nhà tắm nào cũng có một cái cục đôm hết đó. Dạ, để mình ngồi. Để anh ngồi. Ngồi mình tắm. Đúng rồi. Ồ, đã hiểu. Cái đó là anh nhờ một cái anh ở ngoài Đà Nẵng á. Dạ. Cái đá đó là tạc đặt, em ít khi nào thấy ở ngoài bán cái đó. Vâng. Dạ. Dạ. Cái này ạ? À? Cái này là không khí đúng không ạ? Không phải. Giặt đồ á. À, giặt đồ luôn. Giặt hấp mấy cái đồ thì chị giặt đây. À. Vừa giặt vừa ủi luôn, mình không có. À, thế cái này mua ở đâu chị? Không, mua cái này à. Nó tiện lắm, mấy cái đồ mình mua. Đúng rồi. Chứ không thôi nó hư. Đúng rồi. Cái này, thời cái đồ của em, vợ em nó cứ cho máy giặt phát mấy hôm nó thấy bung cái chỉ ra. Với cái những cái đồ. Áo da này, đồ hàng hiệu này. Cái hàng lên tầng nữa thôi nha. Dạ. Còn tầng nữa hả anh? Còn phòng chiếc viên trên đây mà. Ai, chà. Lên làm tiếp phòng chiếc viên. Hết chưa? Không xong hết hư rồi đó. Nhà là mấy tầng anh chị? 4 à? 4 hay 5? Thích mấy tầng, mấy tầng. Ờ. Thôi làm thang máy làm gì nhà mình. À. Ô. Phòng chiếu phim, karaoke. Cà phê các kiểu. Ui đã chưa? Anh Hải có thích cái phòng này không? Thích cái nhà. Không phải là thích mà là rất thích luôn đấy. Ý là nhà anh đang xây có thích cái phòng này không? Có chứ. Phòng chiếu phim không anh chỉ hát thôi. Cả chiếu phim cả hát. Đẹp quá nha. Đó, nếu mà anh trần gỗ thì sẽ phòng nó sẽ tối vậy. À. Thì chiều phim thì cần tối anh. Đúng không? Còn kiểu nhà mình dưới thì mình về hết. Đây là như này là sáng hết cỡ rồi đấy anh chị. Này, để lâu lâu mở ra để cho nó thông hơi bực. À. Có mấy cửa sổ, mấy cửa sổ. À, hay quá. Không, tại vì anh nói với em á, nếu mà em thiết kế cái phòng phim á. Dạ. Nó còn nhiều cái tiêu chí lắm. Dạ. Ví dụ nó tiêu âm. Tiêu âm. Nó đủ thứ chuyện hết. Ở trong đây là những cái độ xử lý chứ không phải là cho em đâu. Dạ. Hút tiêu âm. Ừ. Chứ không thôi nó dội á. Em nằm coi chịu không nổi. Dạ. Âm thanh vòm ấy nhỉ. Ừ. Nó dội. Hút vào cái ô này này. Hút tiêu âm đi. Âm vàng. Đấy. Xịn sò chưa? Thỉnh thoảng dỗi hai vợ chồng lên xem phim. Ghế chỉ tiện nằm dài hết nha. À. Ghế nằm... À, cái này giống như ở Mây Bách ấy anh nhỉ? Nằm phim. À. Nó mới lạnh nên đắp mền. Thật ra ngoài rạp đâu có chuyện đó. Hay quá.
Cái này là mình thích cái này. Nhưng mà anh em mình chỉ dừng lại ở vấn đề là mình thích thôi. Ông nói chứ cứ có phấn đấu, có cố gắng. Nói chung là có mục tiêu thì sẽ đạt được. Nhiều khi là mình đi này để mình lấy động lực các bạn ạ. Vì là nếu mà mình ở trên bản ấy thì mình cứ nghĩ là mình nó là ok rồi, thấy cuộc sống ok rồi, nhưng mà đi thì gặp cái này thì sẽ về cố gắng phấn đấu hơn. Bình thường là một ngày ra một video, bây giờ về sẽ làm hai video. Ở đời có câu mà ngó lên mình không bằng ai, ngó xuống ai bằng mình đó. Dạ. Nên là cứ ra, cố gắng thôi. Dạ. Tuyệt vời. Quá đẹp. Đây. À. Đây cũng còn cái phòng để cho khách. Dạ. À đây cũng có một phòng nữa. Bật điện ở đâu nhỉ? Tối quá. À đây. À phòng khách. Cũng bàn gỗ đẹp. Mà tủ gỗ. Nếu mà nhà biết, nhà nào biết uống mới thấy cái chai rượu này của anh. Dạ. Hennessy chai Louis 13. Còn mấy chai bên cậy bển, cậy rượu bển. À. Nhà nào biết sẽ thấy giá trị ở cái chai rượu. À em thấy ở bên này hình như là có một đoạn mà anh cắt ra nó thừa ở đây đúng không? Cái cục anh cắt thừa đây đúng không? Đúng rồi, cắt thừa. À, phòng cúp với cả huy chương. Đây là phòng truyền thống. À, vinh danh cán bộ đã từng thi qua rất nhiều giải. Như chim cá này. Cái này mở sao? Chim cá cảnh. Ồ. Đúng rồi. Cơn gió mát nhỉ. Đây là các loại cúp. Cá coi. Cá coi đấy. Cá coi bên đây. Còn nữa ở đâu á? Của anh nhiều cúp. Cái này cặp nanh của cái con chắc. Này giống như mã hay miết. Vâng. To. Quá tuyệt vời. Phải nói là hôm nay đi là mở rộng tầm mắt. Đấy, anh em cố gắng về phấn đấu nhá. Còn chân nữa. Thôi. Thôi. Anh nó còn cám máy. Cũng như anh vậy đó. Anh mệt quá rồi. Đi từ nãy giờ. Anh cũng xin thôi ngưng. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi lên nhà vườn của anh. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại nhà vườn của nhà anh Phúc rồi các bạn ạ. Và đây là phòng nhà thờ đúng không? Đúng rồi. Đây, anh dự định sau này anh thờ tổ của họ nhà anh ở đây. Dạ. Nhưng phải nói vào đến đây thì mình lại rất là choáng ngợp bởi vì ở đây rất là nhiều gỗ các bạn ạ. Phải nói là anh ấy là chuyên là thích kiểu sưu tầm những cái gỗ lớn. Công tác chuẩn bị về sau cho các cụ đã ổn định rồi. Dạ. Giờ chỉ chờ là giống như mình lớn tuổi chỉnh chu tí thì về bây đây. Bây giờ chưa đủ lớn rồi anh. Đây là con cá gì nhỉ? Vừa nãy cá rồng. Đây là cái tượng mà anh nói một cái anh ảnh chuyên môn kinh doanh gỗ Nghệ Xương. À. Ở Sài Gòn nếu mà anh nói về đồ gỗ của anh Hùng Nghệ Xương là có tiếng. Dạ. Chuyên đồ gỗ cao cấp ở Sài Gòn, nhưng mà có điều một cái hồi trước lúc đó bây giờ là thành hình như 5-7 năm rồi em, cái lúc đó lúc anh làm cái đó anh lên trên chợn thì màu đó không phải anh thích cái tượng này thì không người ta không có bán. À. Nói thẳng là không bán, xong rồi mới nói với anh là chọn cái tượng khác, thì trong cái phòng nãy dưới cái nhà mà là thì anh chọn cái tượng đó, cái tượng này không để lại. Mà nói là sau này mà ba em có nói hứa là sau này không ấy thì ba em không ấy nữa thì ba em để lại. À. Mà chỉ để là cho anh gỗ gì đây? Anh nghe nói là gỗ trắc, gỗ gì anh. À. Mà anh thích cái tượng này. À. Em có tin 5 năm sau lúc mà anh mới lập cái vườn này xong á là ông cụ đã lại kêu của người con là anh Hùng á là điện cho anh, nói ba em tặng anh. Tặng à. À. Cho xe chở lại luôn. Tuyệt vời. Đúng 5 năm lúc đó anh không liên lạc cũng không có mua bán, nghĩ là nói lúc đó người ta từ chối khéo thôi, kinh doanh mà người ta không mấy. Mà 5 năm sau lúc mà ông cụ lại chốt lại là tưởng là không có duyên nhưng mà vẫn là có duyên. Nhưng mà trùng hợp cái là giống như chị làm cái nhà thờ này xong
Mà em có tin là không bán. Nói ba em nói là để lại cho anh. Nhưng chơi. Mà ở đây là sang bên này này, phía bên này mới lại là đây mới gọi là siêu to khổng lồ này. Nha. Đứng đứng đây mình mới thấy mình vẫn nhỏ bé đúng không? Nhỏ bé quá, anh em mình vẫn phải ăn thêm. Cả nhà cứ hay nói mình mập béo rồi. Đấy, đứng ở đây nhỏ bé quá. Và bên này cái Lục Bình, đây này. Đáng nghĩa là phải gọi thằng Huy ra đây xưa ạ. À, đây mới là Lục Bình này. Đấy. Nó cũng là Lục Bình mà lạ lắm. Lục Bình này được khảm em ốc. Em 1m9 thôi cả nhà. Ừ. Cái này là 3m. Hơn 3m. Em 1m9. Rồi. Tới đâu? Cảm ơn lên nữa là tới. Cái này là 3m. Không mà lúc mà anh nói thiệt, nếu mà lúc đó anh làm cái này là cũng là cái cặp cuối cùng ông này mất. À mà có hai cặp, một cặp nó về Đồng Tháp, còn một cặp thì còn nằm lại đó. Xong rồi lúc đó anh lúc xây này thì chứ em nghĩ nhà anh làm sao để được mấy cặp này để trong nhà. Đúng. Chỉ có nhà thờ nó lại cũng là hữu duyên. Nghệ nhân này thì đã mất rồi nên là bây giờ là cái này nó gọi là vô giá. Hữu duyên mình coi như mình được được để hưởng. Hôm nào anh chỉ em nhà ông kia. Bây giờ chỗ là bây giờ muốn nó làm mà không làm nữa. Đúng rồi, nhưng mà chỉ có gặp ông kia thôi. Đây là thấy không, bàn thờ là anh đã chuẩn bị rồi. Nếu mà sau này anh thờ lúc đó mới sẽ có bát nhang nè, có lưu hương rồi cái. Bây giờ là chưa thờ. Nói chung là những cái gì anh sắp đặt có sẵn. Cái này là tượng nè. Quan Văn Trường. Đây, một cặp luôn này. Cái tượng này là cũng của ông anh. À. Đem về nhà nhưng mà hình như là xong rồi đem về nhà sau đó ảnh không có được, ảnh lại không để. Nè. Tất cả những cái tượng này mà nó về được đến nhà mình rồi, tất cả là một chữ duyên, phải có duyên cực kỳ luôn. Nhiều khi là nhiều người thích nhưng mà về để nó không hợp. Đặt xong không được. Đúng đấy, không được, làm ăn nó không thuận. Cái tượng ở trên phòng thờ anh á là cũng có một người đặt rồi cái. Ở phòng thờ anh có một tượng một ông như vậy luôn. Mà xong rồi người ta đặt xong rồi đem về là không dám đem về nhà luôn. Còn bỏ tại xưởng luôn. Xong rồi xưởng mới anh lên thì anh thấy đẹp thì anh thỉnh về. Thỉnh về. Cái này cũng vậy luôn à. Này là của cái anh kia, ảnh không để được cái ảnh bỏ xưởng, ảnh bỏ luôn. Kể cả xăm mình là... ấy, xăm mình mà xăm Quan Văn Trường này là phải những người có duyên, có căn các kiểu mới xăm được, chứ không phải là thích xăm ai như xăm mấy thầy này về mệt phết. Đúng rồi. Này, đẹp chưa? Này. Đúng rồi. Tuyệt vời. Đẹp quá, phải nói là đúng là hôm nay đi là thực sự là anh em mở mang tầm mắt đấy. Anh em cố gắng nhá, ngày cày mấy video vào. Và bây giờ là anh em mình tiết mục nút để đi kéo cá nhỉ? Ok em. Ra đòn. Hôm nay là team Sơn Dược Vlog là cử Toàn Đen với cả Mập. Ê, đi có người nào đi không bảo không? Con hỗ trợ anh Phúc là kéo cá, anh em mình là cổ động viên đứng trên thôi. Rồi cá vô lưới nhiều đêm nãy ơi, tung rầm rầm trong lưới luôn. Không phải ít nhiều chứ qua hả? Ê nè, chắc rồi đấy, cá chạy quá trời đó. Đây từ. Đúng quá. Đúng hả? Nhưng mà cái lưới này anh không làm cái túi à? Ủa nó lộn đây đi nè. Nhiều lắm rồi á, tung lưới rầm 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 luôn rồi. Cứ đi ra đến đây đi. Lúc quá. Nó đẩy em đi luôn luôn anh Hải ơi. Cẩn thận nó phi vào mất giống đấy. Nó bướm cái gì á? Nó bướm cây ra á. Nhấc lên luôn đi. Qua vào đây lên bờ luôn anh. Lên cây mà. Lên cây mà. Thấy rồi, thấy rồi. Nó lộn đây nó đi nè. Cố lên Linh ơi. Bên Linh chém qua luôn đi lên đây. Em qua luôn ha.
Ừ. Em là nhìn tay mà. Sáng luôn anh Linh. Dạ dạ, sát luôn. Quay chưa? Kéo chị xuống Linh. Em mới đụng đầu cá tao tưởng. Tao vô canh, con kéo chị xuống. Có chị. Chị nói sao nó ra sao nó toàn rồi. Nó bay. Quá trời rồi. Lên, em cầm chị á, em cầm dây dừng chị á lên ơi. Ê. Nhấc lên luôn đi. Có chừng nó tán vô mặt. Ôi ơi, ơi, đứng ngoài sau. Nhấc lên. Nhấc lên. Hôm nay là có toàn đen phát nào bắt cả ao luôn. Được, uy tín. Hay có chuyên gia phát nó khác ngay. Có chừng ở ngoài sau á, Toàn ơi. Rồi, to bé mẹ con bắt hết. Chọn đi. Kéo lên trên luôn. Chưa có hết á, anh mới đi giữa hồ thôi. Đây, 1, 2, 3 cùng kéo lên. Giờ đây chọn không thả xuống. Giờ đây chọn không thả xuống. Ôi dồi ôi. Ôi có cá rô kìa, cá rô đồng rồi thấy không? Nhiều luôn rồi. Nè cá rô đồng nè. Bắt luôn, rô đồng bắt luôn. Đó cá rô đồng nè. Mấy cái cá rô. Cái đó cá rô phi. Còn này cá rô đồng nè. Đầu này à? Dạ. Cái này cá rô phi. Anh Phúc ạ, hôm nay là một đỏ phát ra được luôn. Hôm nọ em xem video rồi, mấy người kéo mãi có được đâu. Cũng có một con cá, hai con cá cha. Bây giờ bắt con nào anh? Muốn bắt con nào bắt à? Bắt đi. Con to nhất là con nó to nhất. Nó to gọi là tay thượng anh. Cá tay thượng đấy. Hai con người chứ con sao được. Cá ba sa để làm lẩu mắm, còn cá tay thượng thì chiên đúng không? Cá rô phi đồng vậy. Rô đồng vậy. Vậy để bắt ba con này luôn đi. Ừ. Ồ con đó sao mập quá, cái bụng béo dữ vậy ta. Nó có chửa. Cá cha nó này hả? Con này hả? Ừ, hai con này. Cầm cái đuôi của nó ấy. Hoặc là tí kho ấy nhờ. Cái đồ nó vả. Ờ được rồi, cái này được rồi chị. Này con. Này. Cái này cũng quá cháy lắm này. Cái này tay tượng được rồi. Em cầm cái đuôi nó không nó đánh nó thủng tay đấy. Nó bị dính trước đây. Dính này cái nó kêu. Nó kêu. Cái ngành nó kìa. Ôi. 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 À, bỏ. Lấy mấy con tay tượng này nãy. Lấy anh Phúc ơi, lấy mấy con đi, ai biết. Con này nè, con này. Lấy mấy con tay tượng này. Đấy con đó này. Con này to này thả xuống à? Không, con đó, con đó được rồi đó. Hai con. Giờ mày hồi xíu mình xếp kèo đi coi con cá đó. Đấy hai con chỗ nè. Ừ. Rồi, nó bánh ghê quá. Rồi, xong. Hai con được rồi này ha. Nhiều lắm rồi. Lấy luôn con kia không? Cái cha kìa. Hai con đủ không? Hai con đủ không? Lấy luôn đi. Ở lấy luôn đi. Cá diêu hồng thôi bé quá nhỉ. Đó cá diêu hồng đó được rồi đó. Mấy con bự bắt đi, bắt mấy con bự cá diêu hồng ra đi. Bỏ xuống chi lại nữa. Không có diêu hồng để cho lớn đi. Cá diêu hồng. Lớn gì cá đó không lớn rồi đó. Cá nuôi ở đây nuôi tự nhiên như thế là to là ăn ngon lắm rồi đó. Con này đúng không? Ừ. Đó con kia nữa mà. Rồi thả mấy con này ha. Con này rồi. Con gì bắt luôn ha. Con này ha. Ừ. Cái gì? Anh Phúc bảo nhìn mặt con đấy thấy ghét là bắt luôn. Bắt luôn. Bắt luôn. Giới thiệu với cả nhà đây là cây mà mình nghĩ là chỉ ở ngoài Tây Bắc, những cái bờ suối mà ở cộng đồng người Thái rồi nó mới nhiều, nhưng mà vào đây mình phát hiện luôn. Cây này thì xem ở trên kênh anh Tân Hoa Ban ấy anh. Rất là nhiều luôn. Đấy, đây chính là cây sổ các bạn nhé. Đấy, mấy quả bên đây to nè. Dạ. Đấy. Quá trời trái luôn rồi. Lấy mấy quả. Đi về. Nấu canh đây này. Anh quả. Có chứ mà anh đem về mà chưa có. Chưa biết là nghe nói làm gỏi cũng ngon lắm á, làm nộm á. Tách nó ra. Đúng rồi. Đây. Thì anh em mình mang vào. Sống luôn được. Gặm luôn được á. Mà chua lắm. Chua lắm đúng không? Vâng.
Anh nghe nói chua lắm. Có, hình như quả này nhiều nơi gọi là quả tai chua rồi phải, đúng không? Phơi ra, tí cái này nấu canh ngon. Nấu canh cá. Đúng là trồng bao nhiêu năm mà nay mới biết. Thì bạn nghe nói là người chủ nhà vườn mà anh còn không biết là cái quả này công dụng để làm gì. Có quả ổi chín kìa, em làm ăn đi. Dạ. À. Cái cây lá cẩm thạch ra theo, cái ổi giống này, giống cây lá. Dạ. Nhưng mà chín kiểu này nó hay có bọ lắm anh. Không, cái cây này anh nói hiếm bao giờ có sâu. À. Không biết sao lạ. Em cái trái kia chín. Ừ, này. Ui thơm. Nó thơm nức luôn ấy. Cái đó là chín thơm không? Mà nó không có sâu. Anh biết mà. Ừ, chuẩn luôn. Ừ. Ví dụ như mấy cái ổi kia lại có sâu nha, riêng cái cây ổi này là anh thấy chín lần nào anh ăn anh cũng nó khỏe. Cái lá này cẩm thạch nè, thấy không? Lá dạ. Hai màu. Dạ. Hết luôn. Ơi, đúng là cây nhà là vườn. Quá ngon. Bà nhé. Dữ dằn. Cẩn thận nha. Okay, anh. Da nó hơi lục anh. Da lục quá. Mà sao anh thấy Hải cũng cái tiền không ăn. Biết sao ông dao này không có chặt. Dạ, nên dạ. Nó mới lục chứ còn nếu mà anh em lên hoài thì dao bén lắm. Dạ, này nó lục. Bây giờ là anh em đang rất muốn thưởng thức món vịt xiêm nấu giả cầy, chú biết nấu không? Dạ biết mà phải có bánh tôm mà riêng mẻ rồi. Có đầy đủ hết chú. Bây giờ đi bắt vịt luôn giờ. Okay. Trông chờ mỗi chú thôi. Thôi em mời cả nhà nhá. Dạ. Anh Húc thì chủ nhà vừa ra đòn phát rồi, mình làm một lẩu luôn này. Ra đòn đi. Ra đòn này. Ra đòn. Okay. Ôi trời ơi nó ngọt. Ngọt chưa? Đúng ngọt. Mà giá cầy là vịt nó phải hơi già nó mới ngon. Ồ điên. Ở vườn anh vịt già thì con vịt ở đây của anh chỗ nhà anh vườn nhà anh Phúc nên nó còn sắp biết nói rồi. À. Nó còn mày đi vào ra ra nó còn biết chào. Anh không ngon, ngon luôn á. Con vịt của đấy là nhà nó sắp biết nói rồi. Đi bây giờ chú chặt mấy quả dừa để tí nấu giả cây có cho cái này vào không? Dạ có chứ. Em nói chung nấu nhanh tranh thủ với 6 giờ tối là bay qua Pháp em cũng nấu cho Messi món giả cây luôn. Không, Messi ở bên Pháp bên Mbappé mà. Không. Đang đá thi đấu lên Mỹ nhưng bay về Pháp để thưởng thức món em nấu mà. Quá tài ơi. Ngọt nhớ mày. Mày chặt cho thằng triệu quân sự quả này. Ok anh. Ra chỉ đây, ra chỉ nguyên cái bụi riền luôn, nhổ lên. Ờ. Một nó đi. Anh là triệu quân sự hả? Ngày quá. Vâng. Ôi, vậy không dám chơi. Không dám chơi. Triệu quân sự là em không chơi à. Cái xoài gốc to cái gì. Trước khóa cần thấy ha. Đúng là ngày hè làm quả này. Lừa ba nhé. Mắt rưỡi. Cũng hơn dân Bến Tre không? Ê, Bình Định cũng gốc luôn mà. Dạ. Bình Định xứ dừa luôn á. Này nhỏ đi. Đi anh em mình đi bắt vịt đi. Anh có vườn tam quan luôn á. À. Đây mấy tam quan nè. Đây vừa tam quan bên đây. Dạ. Anh biết tam quan luôn hả? Rồi anh có mấy cái vừa tam quan mà. Dạ. Trời ơi. Em cái vườn người tam quan nè. Cái vườn của nhà anh Phúc thì không thiếu một cái gì các bạn ạ. Quả sổ quả. Quả sổ còn có hay đủ hiểu rồi. Hả? Thấy ơi. Anh Hải ơi, giờ anh có thưởng thức được món tiết canh lỏng thằng nào chưa? Chưa. Tiết canh lỏng người quê em không ăn tiết canh đặc mà ăn cây lá canh là thấy không? Yeah. Cây gì là cách nhỉ anh? Ăn bánh xèo. Tí chú đạo diễn món tiết canh đi. Ok anh. Hôm nay sẽ nhờ em Toàn sơn rửa với lốc. Chỉ con lừa là em xử con đó. Thì em thích giả cày con nào ngon em lựa đi. Chú chọn con già nhất đi. Xin là mới ngon Hải nha. Đúng rồi. Đã chưa? À, đây mới gọi là nhà vườn chứ, đúng không? Ôi, anh này quái ba bốn con bị già rồi nãy ơi. Đó. Đấy. Đó. Cái loại mà già đấy làm tí tiết canh rồi. Đừng có chở xuống nước. Lùa nó vô kia đi. Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Ui gà đẻ nhà anh ấy kìa. Đã nhờ. Đây là làm cho một khu chuyên để gà đẻ để ăn trứng. Em tin là ở đây mà anh giọng cừ anh làm cái chuồng gà này không? Đó. À giọng cừ đổ bê tông làm mấy chân đế để dựng cái nhà nuôi gà. À. Dồn qua đây quá trời luôn, thấy không?
Nè nè, con này quá luôn nè. Vô vô bắt giùm chú dịch sim dài thi nấu giả cày. Quá nhiều luôn nha. Toàn có gà trống thiến à. Đấy. Gà trống thiến luộc lên mà chấm chẩm chéo thì người gọi là. Ờ coi con nào già đó, không vịt xiêm á. Đây vịt xiêm rồi này. Thằng nó đang nấp ở kia kìa. Kệ đây nè. Câu đây tôi nói tầm 4 cân, 1 cân rưỡi. Trời anh ơi, bao luôn á, tin ông và anh cá em là nó phải 5 kg á. Anh bảo con này trên 5 cân. Đúng rồi. Chắc chắn đều luôn. Con này nó nặng lắm. Rồi. Lấy bắt con gà trống thiến nữa thấy ơi. Nó cứ như kiểu là con thiên nga anh ạ. To. Rất là tuyệt vời khi vào đây đích thân chị Phương Phú, anh chị Phương Phú này, rồi chị Thảo. Đấy, chủ nhà làm món ăn cho hôm nay không say nữa thì hôm nay không say, hỏng người. Vâng, hết nước thì mới chiên được đúng không chị? Đúng rồi, này nè, em phải trà khế. Lấy khế này, mọi người lấy khế trà. Mà cái con cá này cái mồm của nó cứ trều trều ra nhỉ? Cá này lâu lâu năm lắm rồi. Dạ. Cá này nó sắp biết nói với anh. Nãy hôm nay con vịt em làm tiết hai món. Món gì? Tiết canh và món giả cày. Được rồi. Nhưng hôm nay em sẽ làm món tiết canh lỏng quê người Bình Định em. Ok. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Tiết canh nào? Còn đây nguyên bụi riền ở ngoài đây nè. Dạ. Thế này chú phụ trách mảng này đi nhá, anh đi nhổ giềng nhá. Ok anh. Thấy ơi. Giềng xả. Trời ơi, xả đây bao la. Nhà vườn đây không thiếu cái gì anh em ạ. Mỗi anh em đang coi em coi có quả mít nào chín không, chơi vô chút mình ăn xong rồi chén miệng. À ở đây hình như có một quả hình như. Đâu em xem nào. Em thích quả này mít đó. Quả này chắc chắn chín, nhìn gái. Ui biết ngay. Cái mà. Này. Em nhìn. Em nhìn phát là biết ngay vì nó cái này cái ruột đỏ đó. Sẫm lại này. Đó. Cái này ruột đỏ nè. Cái này gọi là mít dai anh đúng không anh? Cái này ăn thơm. Mà ruột có đỏ chát à. Thôi đi vô cho mấy chị nhổ riền hay là mình nhổ ta? Đâu, mình nhổ luôn đi. Nhổ phụ mỗi người một tay. Lấy gì nhổ? Nhổ tay luôn anh. À, thấy không? Nguyên cái bụi này nó già lắm rồi. À, cái này phải lấy cuốc rồi. Cái này là... để nấu món giả cây thì tuyệt vời rồi. Mình nhổ nó bị đứt. Phải đào lấy cái củ lên. Phải đây này. Củ nó lồi hết lên. Nhưng mà phải có cuốc. Lấy dao sắn thôi. Dạ. Nhờ mấy chị chút nhổ giùm thôi. Dạ. Đi. Anh em vào bộ mít cho vào tủ lạnh. Xong rồi tí nó mát rồi chỉ việc quanh chén thôi. Em thấy hồi xưa anh tính lúc đem cái cây này về là để làm cái cầu qua. Ha. Hay quá. Bây giờ đi lên được không anh? Được, vô tư. Là cây gì anh? Này cây chắc. Cái gỗ chắc á? Ừ. Ôi thế thì nó... ô này bền lắm. Thấy ngon hơn cọc khỉ không? Này. Vừa cầu... mát vừa. Mà vừa mát mà vừa có cái này đi bám mà an toàn luôn. Ừ. Hồi xưa anh để đây là anh làm bằng cây dừa. Ờ. Cây dừa cái 2-3 năm là nó mục rồi. Dạ. Cái tình cờ anh thấy cái ở chơi dừa kiển kia nó có cái cây này. Thế là anh lấy về luôn. Cho về luôn đây. Trọng đây cho nó. Quá tuyệt vời anh ạ. Thơm quá kìa. Em đi đâu mà kiểu gì mà nhà nào mà có cây mít là đi rằng cây ở đâu anh kia? Cây đâu? Đây là quá, mít ruột đỏ anh Phúc. Chị Phú là kênh Long Khánh quê em nha các bạn nha. Phúc cây này cây cầu mình đi qua. Cây cầu được nhất vô nhị đấy. Nè. Nha, cả nhà. Ha? Thơm quá. Thơm nha. Phú gặp bích là đúng ngày Phú Phúc. Dạ. Ê, ghê lắm. Cây này, quả này mà để mấy ngày nữa là nó chín quá. Này là vừa chín tới luôn nè. Chín là nó sẽ không bị mủ nhiều hả chị? Không, chín cây là mủ nó nhiều vậy đó. Đi về bổ mít là Phú là tay. Đúng sao. Đúng sẽ chừng. Dạ. Bộ mít sẽ sầu riêng.
À, hôm nào chị sắp xếp để em với cả anh với anh em về nhà chị chơi nhá. Chị chờ em rảnh á là tụi chị sẽ sắp xếp một cái tiệc để anh em mình giao lưu. Quá tuyệt vời luôn. Ôi ôi ôi. Đúng rồi, anh bảo chuyên gia bổ mít khác nhỉ. Muối mì. Muối mì. Vâng. Dạ. Em bổ em làm trước đi. Ý em là người hái mà. Dạ. Người trồng mít là phải ăn trước. Đúng rồi. Đấy, người trồng mít ăn trước đi. Anh mời em. À, mời anh mời bà chủ mít. Đây anh mời Hải. Dạ đây. Đây. Cảm ơn. Em cảm ơn. Rất vời quá. Mời bà bổ mít. Hai đứa ra đây ăn mít em ơi. Ủa ơi. Mời mời camera. Để em lọc cho. Ủa ơi. Nó có mật đó. Ngon lắm, hai đứa. Đây, mời Hạnh. Mít này là giống như mít người Hải. Ngon. Ngon nhỉ? À, mít cua. Mít, mít. Đây. Nói gì mít đẹp nè. Cây này bao lâu nó sẽ có trái được chị? 3 năm. Cứ trồng hơn. Trồng cái mít 3 năm có trái. Mình ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hả? Ăn. Ăn không? Ngồi. Ở trong nhà vườn em á, quả gì thì không thấy nhưng mà riêng mít thì nhiều lắm, vô kể luôn. Mình thích mít đấy. Chẳng thấy hôm qua hàng kia chặt mít ra thấy em la làng không phải không? Đấy, sao phí thế? Mà ông bảo là, ông bảo là ôi giời ơi, ở đây đầy. Đâu cần cái gì đâu, đúng rồi. Mới với lại anh nói đâu có cần phải hạ cống dữ vậy đâu, cái bàn cái ghế đâu. Cậu nó bé rồi. Cậu anh nghĩ cắt hai cây là không, chỉ cần cắt ở phần trên thôi là được. Cái cây kia đấy nhá, ông cắt này giữ được hai quả dưới, ông cắt tọt dưới luôn. Cái tầm này là đẹp. Mình trồng cái cây mình thường thương cái lúc mình không nở gì đâu. Thấy cái đấy, cái ông Phan ông bảo, ui đây, cây đây. Sản phẩm mình bán xuất hiện trên kênh Sapa TV cả nhà. Thơm quá. Tại vì bây giờ anh em cũng đang đợi món ở trong kia ra. Thì ra đây ngồi mình lay gai vài lon cả nhà. Thì em mời anh Hải, anh mời anh Phúc. Anh Phúc lớn tuổi nhất đây không mời anh trước. Nhưng mà phải nói là ngồi ở đâu thì mình không dám ấy. Nhưng mà ngồi ở một cái khung cảnh tuyệt vời, lãng mạn như này. Không có lý gì mà. Cái này mà không có cái buổi tiếp theo là ngồi tới chiều. Bởi vậy em cũng lựa thời cơ lắm chứ. Đưa gạo muối em vô liền thì gạo muối bên mập bán là 290 một con cả nhà. Tặng rau dưa nước chấm. Nước chấm này. Nếu mà không lấy rau dưa nước chấm tặng hũ chấm chéo. Dạ một con tặng hũ chấm chéo với em phá sản luôn. Không, nếu mà mua 3 con thì tặng một lọ chấm chéo là được. Ok, mua 3 con. Dạ. Đấy, tất cả khán giả ở kênh Sapa TV, nếu mà các bác muốn ăn gà ủ muối khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là khu vực phía Nam thì alo cho em Linh Mập Food. Số thoại đặt gà bao nhiêu em nhỉ? Dạ 0879 299932. Alo gặp Mập Food nha cả nhà. Em đọc lại đi thôi, em đọc nhanh quá. 0879 299932. Quá hay. Zalo và nếu mà ai alo gọi Mập Food 24/24 luôn, 12 đêm gọi cũng được. Cái Mập Food là phục vụ cả đêm. Ok. Thì tiện thì em Mập Food thì có món gà ủ muối rất là ngon thì mình xin phép là góp thêm tí gọi là nước chấm. Đây là chấm chéo, nước chấm thần thánh của Sapa TV. Xin 30 giây quảng cáo giúp vợ làm cái này là mua 3 lọ này tặng 1 lọ, có nghĩa là chấm chéo. Đặc nước chấm đặc trưng làm nên tên tuổi của Sapa TV. Đấy. Này là chấm cả thế giới luôn các bạn nhé. Cách pha thì rất nhiều anh em cứ ấy em pha nhiều luôn, tí mình là ấy nhỉ. Tí mình ăn luôn xong. Này nó đây, tê tê cay cay. Có tí óc lợn nữa cho vào. Này để dành tí cho anh em ở trong. Dầm ra xong mình cho nước lọc.
Đúng rồi. Loại này mà chấm với gà ủ muối thì cứ phải gọi là quên lối về luôn. Đấy, người ta gọi là hết nước chấm đấy. Có lúc nào mình thử mình đổ bia vô không nè? Đổ bia mà bình thường mà anh. Đổ tất cả các loại nước, nước gì cũng được. Đổ bia mà chấm nó uống bia đó. Bộ đổ bia vô là người ta nói ăn say mồi á. Nhưng mà công nhận là có cái vườn ở đây tuyệt vời đấy. Hôm nay đúng là Hải đi vào nhà anh chị Phúc Thảo thì gọi là mở mang tầm mắt các bạn ạ. Bình thường toàn giống như kiểu là ếch ngồi đáy giếng ấy. Này. Anh Hải ếch ngồi đáy giếng em chắc nhái. Thêm đi em, thêm đi, cứ thêm chút nữa. Còn Linh chắc rồi, ok phù du quá. Còn cấp mà Trần Hiêu. Trần Hiêu. Đây. Hiêu nó cũng to. Nếu mà đây là mình mới pha có 1/3 lọ thôi mà đã được nhiều như này rồi, nên là gia đình mà có kiểu đại tiệc ấy mà làm bát nước chấm như này thì chấm hết luôn đấy. Đây. Rồi, anh Hải ra đòn đi, anh em mình ra đòn luôn nhỉ. Dạ. Bụp luôn nhá. Này. À, xin phép là kính lão đắc thọ này. Mời hội người cao tuổi trước. À. Đây, mời cán bộ. Dạ em không được gì nhưng mà được cái mọng nước anh. À. nhìn mập là biết là mọng rồi. À, huynh review trước phát ra nào. Ê, trong à. Người nào cũng lên luôn hả? À không, anh ra đòn trước đi. Không, anh cả. Bác cả là phải ra đòn trước. Đây. Đấy. Này. Ngập. Thực sự ăn cái này thì nhập gia thì tục nha, cả nhà đúng ra vô trong Nam thì mình ăn nhẹ nhàng tí nhưng mà nhập ra thì đúng cũng lại cũng phải vậy thôi cả nhà. Chậm này để nó nhiễu vô cái xíu em nó. Ui giời ơi. Đấy. Ai rồi cũng phải ăn ngập mồm thôi. Mập đảm gì chảy miếng mập. Chứ anh ăn vậy mà sao em không chảy nước miếng được. Em không chảy là nó không thuận theo tự nhiên rồi. Đây, giờ đến 1 phút. Cái này là cái gân. Cái gân này. Nhưng mà em xin phép chấm nước chấm của vợ em để tối về em cũng ra đường chết luôn. Ok em. Đây, để anh lấy cho mời anh em. Chấm này cũng ngon mà. Dạ, mời cả nhà thì em chấm thử cái này trước nha. Đây. Mời cả nhà nha. Cái gân em còn trẻ nó bén. Đây, cho em sự. À thôi này, mẹ, em bấm nhầm anh chị. Dạ. Dạ dạ ok anh. Đây, mời em ra. Đã. À chế đi. Đấy. Em mời cả nhà nhá. Làm phát ngập luôn này. Cẩn thận nó rơi vào đầu anh nhá. Nhiều nước á. Tràn trề nước luôn. Vừa nhiều nước, vừa nhiều ốc, vừa nhiều tầm cháo anh cái gì nhiều. Đây. Thứ bảy này nhà em có tiền ở dưới Long An là phải đặt rồi đó. À. Ít nhất là 2 con lên nè. Ít quá vậy? 2 con thì... 2 con thì có gì? Tiệc sinh nhật mini thôi mà. Phải 20 con. Thôi đây, em ra này. 20 con là được nha. Bảy thủ chấm chéo quá. Không phải mà em. Dạ. Chấm chấm chéo ăn rồi chấm. Không, cái này để Phan Y Hùng. Ăn nó ngậy thật. Dạ. Em xin phép mẹ em. Đây em. Anh Lộc. Dạ. Đấy, rồi. Dạ. Đúng rồi. Đây, hết nước chấm luôn. Ăn món gà ủ muối. Chấm trong mùi mà chị. Chấm với chấm chéo. Lại chưa? Gà ủ muối là của bạn Linh, còn chấm chéo thì của anh Hải. Dạ. Tê người anh ạ. Đây. Đây, cái đùi này. Chú cầm luôn cái bát đi. Tí nữa vào nhà được chưa? Cho bạn của mình nè, bạn Linh của mình nè. Đây. Ủa, ngập mồm. Này. Bộ nhà. Bộ nhà này này. Có vẻ. Cảm giác tê tê cay cay trở lại chưa? Cái nhà qua thằng mập đó rồi. Cái nhà qua mập phút. Cứ thức cái món này. Món này nha. Dạ. Món này nha. Nhưng mà phải nói là không ngờ ấy. Không ngờ là mà sau khi mà anh em mình đã góp ý kiến thì em Mập Food em ấy đã sửa luôn cái tên kênh. Yeah. Đấy, nên là bây giờ anh em mình gọi nó cũng dễ bao nhiêu. Dài quá em ạ.
À, đây mời anh em nhá. Đây cho em xin phép. Đây. Của anh nhá. À. Của anh Toàn. Gà này á thì mọi người ăn toàn cắt chứ là chặt hơn, anh em mình xé nên nó dai xíu. Ừ. Uh-huh. Dạ. Không nó phải dai mới ngon chứ. Dạ. Dai mà anh nhỉ. Ngon. Dạ. Em chỉ cần một từ ngon thôi. Trọng lượng một con này nó khoảng bao nhiêu gram em? Dạ 1,3-1,4 kg anh. À. Dạ. Là gà loại 1 á, tại vì trên thị trường có 1,1-1,2 kg, em lấy loại 1 tại vì nhiều khi á một bàn tiệc á mình có thể là chặt nguyên một con này ra mình ăn đủ. Còn mấy con kia sợ không đủ á. Dạ. Em ra đòn cái nữa. Ngon. Chắc mình làm tí vitamin cay cay nhỉ. Quên có cọp vô cho tiêu thịt chứ. Mời bác cả nhé. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nó mát. Nhưng mà anh thấy gà em sao? Gà em quá ngon. Một từ gọi là châm hết. Đấy. Nhà bao việc đang ăn ngon, có người gọi đến phát. Tốt là gọi một chuông tự dắt luôn, dạ. Thầy thế. Cản trở sự sung sướng của chú vô. Đi xa chợ phiên, ở chợ phiên này mới hay ăn kiểu này, mới ở nhà hàng ấy, hay chơi gà con này. Vào tận miền Nam rồi có gà cả con luôn. Em xin phép chấm cái chấm chéo của anh Hải nha. Dạ. Múc bởi chén. Đó. Đây cả nhà. Nó cũng hợp lắm anh. Nó thơm thơm cái cây tê nhỉ. Thì ai mua 3 con đó nha, là Mập sẽ tặng một hũ chấm chéo nha đó nha. Chiếc này phải vài trăm hũ chấm chéo vô để chữ bán gà. Clip anh Hải lên là phải 1,000 đơn. Cộng tác viên miền Nam. Đúng không? Bữa em đi Sapa về á. Có nhiều khán giả vô hỏi chấm của anh mà vút ra nào. Dạ. Đây chấm nước chấm của Bạch Kim nè. Ngon quá nhỉ. Nó có một cái vị rất là hay. Dạ, rất là hay. Anh review cũng rất chi là hay luôn á. Dạ, cái tê tê. Hay với Kim ơi. Ngọt lắm anh ạ. Đúng là nó không phải ngọt như kiểu đường mà nó mặt đậm đậm đậm. Ngon. Nước chấm này chấm gà cũng hết bài luôn. Cái nước chấm này nó có một cái hay riêng của nó, còn cái chấm chéo nó có hay một cái hay riêng của nó cả nhà. Cậu có ăn gà như mình. Hả? Đây là anh em tôi đang trong khi đang chờ. Phải là demo trước. Đúc đầu thẳng chứ mà không. Chứ mà quên rồi, biết số điện thoại tăng lên màn hình ra. Nhớ hả anh? Xíu anh sẽ gửi em con hai con. Hối lộ editor. Nói chung là các bác mà muốn mua gà ở khu vực phía Nam thì hãy liên hệ với cả em Linh Mập Food nhá. Dạ. Số điện thoại bao nhiêu nhỉ Linh nhỉ? Dạ 0879 299932. À, dạ. Wow. Ba con tặng một hũ chấm chéo cả nhà. Ba con tặng một hũ chấm chéo. Dạ. Rồi. Đây, yêu quý quá. Ui ôi, đúng là ngập mồm. Đấy,
Đây là sông Hỷ mà đi cùng thích hoa câu lắm này. Ăn tí bia anh Phúc à? À. Ăn cay quá mà không có tí bia vào là... Một tí cay cay nữa. Đúng rồi. Rồi, mời cả nhà nhé. Nha, mời các bên nha. Dạ. Anh Phúc đang cho rượu nó thở. Chúc anh em mình cũng mới uống được nha. Dạ. Bình này là ngâm tổng bao lâu rồi anh? Ờ, này hả? Dạ. Được 2 năm rồi, năm thứ 2. Này anh ngâm bằng trái châm á. Trái gì? Ồ, trái châm á. Quả châm á? Ờ, quả châm. Châm hay châm? Trái châm. Châm. Quả đen đen á anh Hải. Ờ. Ăn nó chết chết mà nó... Ờ. Em hửi thử ơi. Không mà. Đây để em hít. Mày hít thôi mà mày nhất. Mày nhất thiết là phải biểu cảm như thế không hả béo? Để em nghĩ là cho Linh uống luôn ngậm đầu tiên. Anh có phải anh thì không vậy? Mình chỉ biểu diễn là một lần con thái hít thôi nha. Thơm chưa? Thơm, thơm. Rượu thơm. Thơm mà nó cái mùi nó ngọt ngọt sao. Bởi vậy chút nữa lấy đá đó, mình uống như rượu chát vậy đó. Uống như rượu vang chứ. À rượu vang á thì vô mày chứ. Sau khi mà nhưng mà vô đây là em mệt nha, võ sư nha. À, võ sư ấy đừng đùa. Khỏe lên đi Linh ơi. 2 1. Đó đụng cho cầm đã. Tinh thần phân đi hồn. Chiến đến cùng. Đây 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 cái cầm này anh. Chiến hết cái này hả? Đây là giống chân trâu anh Phúc. Đó. Giống chân trâu á. Anh nhìn thấy giống cái ấy dê ấy. Cả nhà nha, đây là rượu châm. Ở vườn Nam Bộ Giác An của nhà anh Phúc nha. Thôi rượu châm. À, mọi người có thử ngưỡng trái không? Không. Cái này mà ngâm rượu uống thì được nhưng mà ăn ăn là dễ say, là dễ dễ được ăn. Nó có khác gì với châm bình thường. Rồi múc ra đi anh. Chưa để bậy. Để châm muối ớt thử ngon. Châm muối ớt. Cái bình rất là to. Này. Rồi. À, chuẩn đấy. Uống hết mới được qua nha. Cầm ca đầu tiên. Ở đây nè ông ơi. Ok. Anh Phúc Phúc cầm ca đầu tiên để khai tiệc. Để chủ nhà tự mở bình rượu quý. Nó đục hơn. Nó chi à. Anh làm ly. Mời cả nhà. Đó. Cho luôn Long Hành của em làm ngụm nữa sao. Anh em mình chia nhau hết ly này đi. Thôi à, có 6 người nè. Thôi thì em cũng mời cả nhà. làm màu đỏ luôn đi nha. Làm đỏ lật liền á. Chơi không? Chơi đi. Chơi không? Chơi không? Chơi luôn. Một. Chơi với em anh đổi đi. Chứ cái này nó nặng quá. Chơi luôn. Một. Nào. Xíu đâu đó. À xíu đâu đó. Thôi nó ít hơn mà bên đó. Mình chờ đồ ăn mà. Thôi giờ anh em mình chia cái này đi. Tưởng như là mỗi người một ngụm. Đây có 6 người. 6 người một ly. Dạ. Mỗi người một ly đi. Uống cháo thì uống gì? Thôi bây giờ như này nha. Mỗi người một ly. Hết thì ai hết trước thì về trước. Còn hết sau thì về uống sau. Cái này là rượu hay là nước trái cây mà uống mỗi người một ly. Uống sao ngủ đâu. Rồi đó anh em mình chia gáo đi. Uống rượu gáo đi chứ uống rượu ly thường quá. Dạ, à, rượu gáo đi. Ok. À, kính lão Đắc Thọ. Phúc lấy cái gáo nhỏ làm nước này. Là rút đỏ. Đúng rồi. Đó, ngựa gáo đó thì ok với gáo này. Đúng nha. Mời cả nhà. Sao anh? Mỗi người chết cái thằng thái gì vậy mà anh đưa em chết em rồi đậy lên cao bàn vậy anh cầm giùm em đi chứ cái tay này em đâu đấy, cao bằng cái này chắc về sơn la luôn quá. Làm gì mồ hôi dữ vậy em? Anh diễn sâu ghê. Nó đâu có tệ lắm đâu. Sao này nó lại tệ lắm đâu là sao? Đó, nó ngon mà. Rồi mời cả nhà luôn. Anh đã bị em lừa. Rồi bây giờ Lộc chơi hết cái đấy đi. Anh Lộc nữa em nữa nè. Nó cứ vậy hồng hồng trước một tí đi. Ăn cái cuối nè. Ồ nó nóng. Đây đây anh cầm cho. Trời ơi nãy giờ không ai đưa Hải uống miếng nào hết. Không, em đang là cameraman. Ôi, đúng là anh em sinh ra tử à. Đúng rồi. Hay quá. Mời anh em bên kênh của anh Hải.
Chiến đi. Không phải đùa đâu. Không phải đùa đâu. Không có đùa. Quỳ rồi, không. Cái bình này nặng quá. Nay là phải cảm ơn em Toàn Đen. Anh sơn rửa với nó rất nhiều anh ạ. Nói rất là tâm huyết luôn món này. Thực sự sáng hai anh em đứng đứng nói thích ăn cái món này mà không biết sao. Dạ. Không biết ai nữa, không ai không biết ai biết ai nấu. Ủa mà nó thơm thế nhỉ? Thơm hồi nãy. Thơm thế. Quá anh thấy thơm, thơm thiệt. Món này chú mở nhà hàng còn được chứ đừng đùa. Này thơm thiệt chứ không phải thơm cái lương đâu nha cả nhà. Nó nhờ mẻ nè, mắm tôm mà riêng nè, đầy đủ gia vị. Rất là thơm. Cái nước này mà chấm bánh mì nó hết chấm luôn anh Phúc ơi. Tràn cơm chứ. Ông dạ. cái bụi bụi riền của anh là lâu lắm rồi đó, mấy năm rồi đó. Chưa ai sẽ được chưa ai sử dụng. Chưa đâu ở nhà đâu ăn riền. À, gần dạ. Ăn nghệ thôi chứ. Dạ. Ít có ăn riền. Đó. Vịt đây là khá già nhưng mà nấu nó ngon. Thơm, càng già thì ông chính nấu ra nấu giả cày là phải vịt già. Dạ. Nó phải già, không nó nát mất. Dạ đúng không? Ừ. Ngoài Bắc gọi con này con ngan đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi, ngoài Bắc gọi là con ngan. Ở trong này gọi là con vịt xiêm. Xiêm. Làm thêm một tô nữa. Cái này phải ăn với ngò gai. Có cái tô nào nữa không em? Để cho anh cái tô đi. Có ngò gai nữa. Có lá mơ, ăn lá mơ không? Có lá mơ mà. Đây có lá mơ đâu? Ờ. Đây là thiếu lá mơ rồi. Đây là rau sống này. Thiếu lá kia, thiếu lá mơ rồi. Lá mơ là tím tím rồi đúng không anh? Cái này lá tía tô. Tía tô. Còn cái lá mơ để ăn 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 bốc khói nghi ngút luôn. Thiếu mà nhặt. Nước mũi luôn. Thế nhưng mà phải nói là Toàn Đen em ấy có một cái năng khiếu các bạn ạ. Vừa là hoạt bát, hoạt ngôn, xong rồi ăn uống thì tít mù. Chung trong team Sơn Dừa Vlog là anh khoái chú này. Khoái chung tất cả anh em. Nhất cái tay anh Hiển à. Dạ. Chung là em cũng mong muốn là anh Hải có dịp về quê em một lần để anh em mình có cơ hội mình gặp nhau nhiều hơn. Mà hôm anh thấy à? anh cũng thích cái này này, chút ăn với bún là hình như dạ. Hơi bị ngon nha. Có loại này mà chấm với cả cho chú mớ lá mơ đi thi. Cơm ăn luộc rồi. Ừ. Bởi mấy chú dọn lớp thiếu có giả cày mà không có lá mơ. Tinh tí không là nước này. Hôm lá trước mơ ngò gai. Cho anh nghe mà cũng gửi tặng em Toàn ít lược cả keo xịt tóc. Dầu ở đầu kiểu nữa. Không biết là dùng hết chưa. Nó hết thì để anh nhờ anh rồi. Anh em Phú Lê chuyển thêm vào cho. Sắp hết rồi, nãy cũng có ai liên hệ đặt thêm giúp em đây. Xin nhà tài trợ. Thơm quá. Với lại hái chú lá ít lá ngò gai luôn. Đây đây nãy ơi. Năm nãy của em sớm là nó hơi bị bạc lúc làm là nó tươi đó. Anh Hải em nghĩ là chưa lần nào Hải dùng tiết canh lỏng không? Chưa. Chưa bao giờ nữa luôn. Anh Hải sẽ trải nghiệm đi. Uh-huh. Tương đó là ngon á. Wow. Cái này có chùa. Thôi anh ngại lắm, cái này ngại lắm. Cảm ơn mẹ Kim nhá. Kim là vợ của em Kinh là Mập Phút á. Mập Phút. Dạ. Đây là anh em toàn là gọi là đại tiệc rồi các bạn ạ. Quá tính. Tính. Wow. Căng bóng quá. Bóc lót. Đây là món ăn của Tây Bắc các bạn nhé. Thì hôm nay là có đầy đủ hội ngộ Bắc Trung Nam, rồi miền Tây Nam Bộ các kiểu luôn. Miền Tây, miền Đông này Nam đúng Bộ là... Nói dòng tay lớn luôn á. Bắc Trung Nam có đủ không? Đủ hết luôn. Đây là quả sổ nấu với canh cá. Nếu mà các bạn khi mà các bạn xem video của anh Tân Hoa Ban thì các bạn biết là cái món này là anh em đi suối là chỉ có một ít muối xong rồi cho đập quả này ra làm mấy ít cá suối thôi chứ không có cá dưa hồng cá ngon như này đâu. Đấy. Đây là con cá tai tượng. Cá tai tượng. Hôm nay là có em Toàn với cả em Mập Phút là làm phát là được luôn một mớ luôn. Đấy. Còn vách ngăn này. Còn đây là chẩm chéo. Tranh thủ quảng cáo giúp cho vợ tí là anh em mà mua thì alo cho mình vào số 0974 686 389 nhé. Chẩm chéo qua Sapa TV. Chẩm chéo thì phải có đấy gạo muối này. Còn đây là mắm mực cầm của em gạo muối ra đây đây anh cầm rồi cho kênh Sơn Dược Vlog. Anh em mà muốn mua món mắm mực này thì hãy liên hệ với cả có Toàn. Gạo muối rồi. Số thoại Toàn bao nhiêu nhỉ? 0946 929 353. Rồi quá ok luôn. Rồi. Đấy tí nữa là
Ngày mà ăn cái bún là anh, thôi. Bây giờ nhờ nhờ anh Giai pha giúp em quả sẩm chéo á. Okay. Xem mà có thuộc bài không? Đây đấy cái muỗng. Đây cái muỗng này. Đấy. Đầu tiên là gì? Cho nước suối. Đầu tiên là gì? Nước suối đi. Bỏ này vô tán ra thôi. Đấy, anh em xem nhá. Vì rất nhiều anh em mà khi mua về không biết cách sử dụng ấy. Đấy. Cả nhà cứ nói chung là ốc heo cũng được mà cả nhà có gan cũng được nha cả nhà. Ôi chấm gan gan gà đó, đỉnh luôn. Gan gà, gan heo nói chung là gan. Thôi anh em vào vị trí ẩn nấp đi. Bây giờ chấm chéo nó để nước này vô như này được không? Được. Có nước luộc gà không? Có nước luộc gà không? Gà nãy nấu cháo. Nấu cháo rồi đúng không? Bây giờ mình lấy cái canh này được không? Canh. Canh này. Canh này nó chua. Thôi đừng lấy nước lọc đi, cho nó nguyên vị. Anh em mua chẩm chéo thì alo vào số 0974-686-389 hoặc truy cập vào website sapatv.vn để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng nha anh em nhé. Không, em cũng có nói cho khán giả biết ở trong Nam thì có thể liên hệ với cái các Nam đại lý thì, chi nhánh gì của mình có rất nhiều những đại lý chi nhánh như Phan Diễm hay là em Mập Food Ánh Cua. Đấy, rất nhiều nơi là mua cái chẩm chéo nhà mình để làm quà tặng các bạn ạ. Mình rất là vừa mới ký thêm một hợp đồng với cả em Mập Food. Thằng nó chạy đâu ấy nhỉ? À đấy, hợp đồng kinh lắm, nghìn tỷ các bạn ạ. Nói chứ em mới nhập bên anh Hải nghìn lọ 2800 hũ. Ăn kèm với gì vậy? Dạ, ăn kèm với gạo đâu em. Gà đâu có gà không? Em nãy anh gạo muối cho mấy không ở trong ở trong phía Nam á, nếu mà không biết cách pha chẩm chéo thì cứ liên hệ với mình nha anh em. Mua gà ủ muối thì hãy alo cho số cho em Mập Food để mua 3 con gà ủ muối là được tặng một lọ chẩm chéo. Đấy, cảm ơn em. Đấy. Dạ, cảm ơn. Chúc em bán hàng chục nghìn đơn gà một tháng. Dạ, nhá. Dạ, chúc anh có nhiều chẩm chéo đi giao cho em. Alo vào số nào đây? Dạ 0879299932. Ok, đọc lại lần nữa cho chắc nè. Dạ 0879299932. Ok, dạ, thank you. Không, nếu mà anh nói thiệt nha, cả nhà mà nếu mà để ý nha, mà Hải pha chậm chéo bảo đảm là không có tâm như mình đâu. Đúng rồi, bảo đảm luôn, mình tán là ốc heo ra hết cái mấy cái tô mà của này, Hải là tán sáng. Hơi lơ không à. Không, nhưng mà em đúng em vội làm gì có thời gian như anh này. Đây chỗ trăm đang dày cánh khối kia. Hai cái đó hai thử coi. Cái gì mới là cái mới. Thôi anh vừa nãy các anh làm một ấy rồi. Thì thôi em xin phép phải làm một đỏ nhá. Thôi khi mời đại gia đình dân tộc người Việt Nam ra đón thôi nhỉ. Em ơi, tập trung. Trong trong khu vực phía Nam, nếu mà anh em nào mà mua chẩm chéo ở Sapa TV mà không biết cách pha, hãy alo cho anh Phúc, số nào bao nhiêu anh Phúc nhỉ? 0919398398. Cứ pha ba hũ thì anh lấy hũ. Anh đang nằm không có vợ. Bên này có chưa? Thêm chén đi. Thêm chén đi, xin đi, đều ra. Hôm nay phải nói là rất là vui khi đến đây được anh Phúc, chị Thảo cũng như là toàn thể anh em là đến làm tổ chức một cái đại tiệc. 3 ngày hôm nay là mình 3 cái đại tiệc rồi các bạn ạ. Chuẩn bị là chuẩn bị rồi. Là say quên lối về rồi. Hôm nay những dịp có anh em tới vườn chơi, cũng như đây có Hải Sa Ba, cũng như em Toàn Sơn Dương Vlog, với lại đây có Long Khánh quê em, có Mập Phút, có Phương Huy Hùng, có Võ Sư Lộc, cũng như hết. Không có ai còn cực, hết kinh rồi. Thì thôi hôm nay cũng như trước ra quầy Sa Ba chơi. Dạ. Cũng được vợ chồng cũng như anh em ở quầy Sa Ba tiếp đón gia đình cũng như là các kênh YouTube ở trong Nam ra. Hôm nay thì cho anh mời cũng như xin mời cả nhà chung vui cùng với anh em nha. Dạ. Anh em mình vô cái gì anh? Rượu hay là rượu? Dạ, ý mình lấy cái rượu chăm, lấy ly ra, nãy để ly đâu rồi, rót ra. Là cái rượu này thì mình cũng uống như rượu vang thôi đúng không anh? Đúng rồi. Này.
Hả? Đây, cái này em cứ dội vô đây anh. Ờ, dội vô đây. Cái khăn gì uống bia. Ừ, nó ra nái như bia. Nếu mà rót vào đó thì được cái thùng kia chắc là phải hết. Thì đó anh em mình làm hết mấy lu thôi chứ. Này. Này, này, người ta rót rượu, người ta rót rượu chỉ rót tí một đây, anh em mình rót đầy cốc, đằng nào cũng uống. Mỗi uống một. Đây, mỗi ông một cốc. Ông nào xong trước thì nghỉ trước. Chắc anh chọn ngủ như uống nước ngọt anh ha. Không ta. Thôi mà đúng là chị vào nhà anh Phúc là mới thấy gọi là độc lạ các bạn ạ. Không, mình nói ở đây là thật sự đa số là cây nhà lá vườn không nha cả nhà. Người ta độc lạ Bình Dương, ảnh là độc lạ Hóc Môn đó, cũng chơi vụ cả gì. Độc lạ Giác An thôi chứ Hóc Môn thì hơi chung chung quá. Độc lạ Gò Vấp. Đây giới thiệu cả nhà, đây là Coca này các bạn nhé. Coca-Cola. Đấy. Không biết ở ngoài Bắc có cái trái này không? Có nhỉ. Trong trái này là cái trái chăm á. Trái sim á nhỉ. Không phải, nó không khác trái sim. Cái trái chăm nó cây to hơn trước đó. Trái mập mập như này nè. Cây có thụ á. Không, cái rượu này chị em phụ nữ uống tốt mà. Nè. Không mà phải nói cái rượu này, ví dụ như chị Nga. Nga Sumo. Nói đến Nga Sumo thì hôm nay thực sự là Nga hôm qua là có nhận lời mời của anh Phúc rồi, nhưng mà tiếc là Nga chuẩn bị để bay anh ạ. Cũng bảo em là bảo anh chị thông cảm vì còn 2-3 hôm nữa là bay rồi, nên là phải đi shopping mua đồ với cả mọi thứ chuẩn bị ấy. Đấy, ăn cơm chia chân chia tay với gia đình hai bên. Quan bên hai họ. Hồi nãy có lời nào gửi nhắn chị Nga, mai em xuống chị Nga này, sáng mai em xuống với chị Nga, chiều mai em về lại Sài Gòn. Mai mình nhớ xuống mình cầm hộ tao chai rượu về nhé. Ok anh. Không chịu quên cái đồ không? Với chị Nga lại đúng không? Cái đồ hả? Mai ở nhà đừng có mang đi, rồi anh Hải đi qua nhà anh. Mai còn ở Sài Gòn không? Còn. Rồi để về chiều mai em sẽ liên hệ anh. Rồi thôi anh em mình đủ chưa? Cầm lên. Cái này thôi để Hải phát động đi chứ anh à. Thôi anh chủ nhà. Thôi nói chứ. Rồi. Thôi nếu mà anh ấy ủy quyền rồi thì em xin phép nhá. Là anh em nâng đi chưa? Dạ rồi. Chị em đâu? Cầm lên đây nha. Chị Thảo đâu rồi? Ra đón đi. Nào. Anh chị em ơi. 2 3 go. 2 3 go. 2 3 go. What you? Bắt em. Bảy. Nhập gia tùy tục cả nhà. Gia chủ uống mình định uống hết đấy, nhưng mà thôi gia chủ uống thế thì mình uống vừa vừa thôi. Đây. À. Cảm ơn bác. Hả? À con cắp cho chú rồi. À. Đầu tiên mời cả nhà món vịt. Đây. Okay. Vịt nấu kiểu Bình Định nha. Hôm nay là đầu bếp đến từ kênh Sơn Dược Vlog. Đấy, Mr. Toàn hay còn gọi là Toàn Đen. Ủa anh thơm quá. Thơm ngon. Nhưng mà con ngon thì anh đúng là con này sẽ biết nói anh ạ. Nấm ninh chui tháo bây giờ vẫn còn dai. Mà dai mà vịt nấu dài mới thơm nãy rồi. Ngon quá. Mùa ngon. Thơm nãy rồi. Ừ, ngon mà. Dạ. Ngon. Nói chung là nấu đường anh. Dạ. Bên ngoài thì nó rất là Anh em ra đòn đi nhá. Cái gì nhỉ? Anh nghĩ là chế bà bê. Mà cắt cái chế to to ra xong rồi đưa mỗi người miếng thôi, mình cắt bé thì ăn bao giờ mới hết được. Cắt cho phụ nữ bé bé xíu xíu thôi, còn đâu anh em thì chơi vương lớn. Chẳng dừng này khiến mình chẳng dừng gấp.
Ngon lắm nha. Mời cả nhà. Không bán này hả? Dạ, món này món gì đây? Cái nãy gì á? Bánh ăn, bánh ăn, bánh ăn. Bánh ăn ở ngoài kia. Trên em mà gọi là bánh ăn này nhỉ. Ờ. Nãy ra đòi này hãy. Đi xuống dưới đi. Kèm một cái xe đâu. Còn nhiều lắm mà tài thiên cá không phù, tận mắt chứng kiến rồi. Anh ơi, bây giờ là anh em mình làm. Sau này mình sẽ đặt tất cả niềm tin vào em nó. Đây, anh em tôi làm. Lần đây là lần đầu tiên mình ăn món tiết canh Bình Định các bạn. Tiết canh. À, hai. Ok. Ok. Đây, tiết canh. Đầy đủ. Thế. Lá tía tô. Lý nãy anh xin cái hàng cái lá mơ với lại lá ngò gai đâu không thấy. Có hả? À đây đây đây. Đây. À thiếu ngò gai, ngò gai đâu. Ngò gai lá mơ để ăn cái giả cày á. Rồi. Trời ơi. Anh Phúc qua trộn lại nha, có mắm gừng trộn lên mới thơm. Không, mình nói thiệt, mình tự hào ở vườn mình là hình như là rau sống cái là tương đối đủ. Cái này đủ là cái việc bụt thôi thì có xương trước gì không? Dạ không anh. Đảo đều lên à? Dạ, trộn đều lên. Không mà nãy đi hái rau nhà. Ê, thử trải nghiệm thử anh Hải ơi. Tại em cứ nghĩ là đi đi cỡ cấp thôi. Ai về đâu đi từ đây, qua đây rồi đi vòng ra cổng. Đi hoài mà không hết đúng không? Đúng rồi. Bây giờ có một phần tư thôi. Anh ra đòn đi. Mời cả nhà, món tiết canh Bình Định. Vậy thì được á, nhưng dịch mình nó hơi già. Nhưng mà thằng nào bắt lưng rồi, hơi nhiều view lưng. Đúng là phải có cái khò, có khò, gọi là cộng gọi là lông tơ anh. Ủa, mình đứa tựa lại. Không, con mình nó hơi già nè. Ngọt không? Cái nước thì được nhưng mà con vịt nó hơi già. À, con này là cụ vịt đấy ạ. Vâng, còn nó cái giá cày ngon. Ngon. Rồi ăn này thì ngá từ giờ lúc về luôn. Không có con su đâu. Lạ hồi nãy, thấy lạ vậy không? Lạ. Ngon lạ, ngon. Lạ lắm. Thêm mắm gừng nãy rồi. Đó. Chị em nó. Nhưng mà đúng là có cái nhà vườn như này em. Hôm nay mà đi ra vịt vịt ngan gà bay như chim. Thích thật. Dạ. Ừ. Sao con vịt nếu làm cái canh thì nó tơ một xíu, nó xíu ngon rồi nè. Con này nó hơi già. Này, ai món tiết canh này quá mạnh ngay kẹo chui châm. Anh nói gì anh nha? Đây nè, mời dưới thử món của mình có rất nhiều những món ngon. Cái đây. Anh ơi, hả? Khi anh em mình, anh còn nhớ Tây Bắc không? Còn nhớ Sapa không? Anh thấy cái này nhưng mà cái này hơi to hơn cái Tây Bắc á. Nè. Nè. Đây mấy anh to cỡ nào? Nè. Đây, huynh nhà, huynh nhà em. Em chấm đây. À em cầm đấy. Đây, đúng kiểu Tây Bắc nha. Mời nha em nha. Mời cả nhà nha. Quá ngậy. Phải nói là cái phèo này anh chị chọn là cực kỳ chuẩn luôn. Bởi vì sao? Cái này nó không có nước mà cái này là nó rất là chắc, chắc ở phía trong á. Đây mời anh em nhé. Này chấm này, chấm chéo này. Mẹ chưa ăn thôi mà mình ăn phát được cái chấm chéo nó cay. Nhà tôi bán thẩm chéo nhưng mà riêng các bác mà không ăn được cay thì tôi nhìn thèm, đừng có mua nhá, mua về không ăn được thì lại bảo là nọ kia. Này anh Hải. Đi, nào, chiến lên nó. Chiến. Rồi mày đưa anh, mày há một là được. Nào. Mở đem nha. Hạ cái tay xuống. Nào, rồi. Xin lỗi các bạn, một chút là mình ở ngoài Tây Bắc nhưng mà ăn thùng uống chậu một tí là mong mọi người thông cảm. Nhưng mà ăn làm sao mà nó ngon miệng nhất. Đây em ra. Chị ơi, thái hết ra là không bao giờ hết đâu. Thật sự. Này, em sự. Em ưu tiên là, ưu tiên cho mày cầm luôn. Đây là chị uống sự. Bây giờ đang thế.
Chú bốc cho mượn anh nhắn chú bốc. À anh bốc, cho mượn. Cho mượn đầu đũa đâu. Ừ, ok. Giá đòn đi, giá đòn đi. Món này thử có hợp không nghĩ không? Không. Đặc thù anh là hình như là tương đối ăn được các vùng miền luôn á. Dạ. Anh ăn được cái đồ Tây Bắc thì đủ hiểu rồi. À. Anh ơi, Linh cho cho mập miếng mắm mật. Có người chịu nổi cả nhà ơi. Đây, anh giờ anh Phúc đang review món mắm mực. Anh em chiến mắm mực đi. Chiến ơi, chiến nói. Ồ mà em này nó không có thiệt tình với mình nha. Ít không có thấy mực vậy nè. Thấy nước không à? Không, nếu vậy coi thì mình muốn nghe không coi nó. Đây, mời cả nhà món bún mắm mực. Ui giời ơi. Sao anh Phúc? Thật sự không? Nếu mà người nào mà thích ăn đậm đà các cái mắm mực là số 1 cả nhà. Ừ, thơm quá. Anh ơi, mắm mực là cái loại thùng xéo anh nào nhận lên. Đưa đưa chị. Cái tô mình đâu nè. Cái này là cái mõm ạ. Cái này là món yêu thích nhất của em khi em ra chợ phiên. Đây. Nếu bây giờ mà ai hỏi mình là món gì mà mình thích nhất, đó là chỉ món này đấy. Nói mời anh nhé. Mời cả nhà nha. Sơn sơn sơn. Ngon đấy, nó không ngấy đâu. Chắc chắn không? Em ra chợ phiên á, là người ta quát không có sạch bằng ở trong này. Đúng rồi. Ở trong này quát sạch lông. Chào bố có lên thì 2.000 một con. Đó, liên hệ số 0879 2 9 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
Rồi. Đó, lên đồ quê. Có lên đồ quê. Anh em mà mua gà thì liên hệ với cả em Mập Food nha. Số thoại Mập bao nhiêu? 0879 2999 32. Ok. Ngồi đấy anh. Nhưng mà anh ơi, cái này đây vừa nãy anh em mình vừa xơi xong. Phan Đi Hùng. Phan Đi Hùng mà hôm nay tiệc ngon quá, em vừa ăn vừa quỳ luôn. À bây giờ em xin phép không. Ngồi lăn lây mọi người ơi. Không, nhưng mà bây giờ trước khi anh em mình trước khi Hải mời cả nhà chơi món Tây Bắc thì bây giờ anh em mình nâng ly đi. Dạ. Mời anh em đi. Dạ. Nào. Dạ. 1 2 3 dù. Anh em ơi. Anh Phúc Trinh Thảo. Ok. Cảm không, cái này là coca mà em. Này rượu nặng lắm. Không, nói với cả nhà cứ coi có thể nhìn mình thôi. Từ lúc đầu ra sao, khi uống cái nước này vô cái mặt mình nó sao cả nhà biết. Không, mình nói thiệt nha, nó không phải. Cái món mắm mực này nên đáng được nhân rộng. Nhân rộng ra. À. Cái mọi người thấy rồi anh em. Mắm ví dụ như là ở ngoài kia thì có nhiều loại mắm, nhưng mà mắm mực thì công nhận là mới đầu ấy, nhìn cái dây mực nó dây sợ. Anh bây giờ không dám ăn đâu, nhưng mà lúc mà kiểu uống rượu say rồi ăn ngon. Thế từ đấy nghiền luôn ấy. Nhớ ship cho anh. Ok anh hả? Ví dụ như nói tên anh có được cái gì không? Tên nói đặt tên mà anh Phúc á. 4 hũ mấy mực tặng 1 hũ mấy mực. Oh. 3 hũ mấy mực tặng 1 hũ là 4 hũ. Còn 3 hũ mấy mực sẽ tặng 1 hũ cá cắm xay là đặc bát qua pha là fan anh Phúc.
nói thôi nhưng mà tôi không nghe, tôi không hiểu luôn. Nói kiểu gì á, mình không hiểu luôn. Đây là tiếng em giống tiếng Quảng Ngãi đúng không anh Hải? À, chú giống tiếng đi sợ đảo đi. Cho anh xin số em đi để. Anh Hải ơi, số em hả? Anh Toàn không muốn khuyến mãi cho nên động nhanh để không ai nghe. Có khi nào? Cái chiêu đó, bài đó. Không có mắm mực ngon, còn không? Còn anh? Con mà. Nãy dưới, nhân rộng ra dưới ăn đi chứ. Dạ, dạ. Đây, còn. Ơ, anh chị Long Khánh của em đâu rồi? Nào, cả nhà nâng đi đi. Đây, có bachelor của anh Phương Long Khánh đây. Hôm nay là mình sẽ chơi ở nhà anh chị Phúc Thảo, sau đó thì mai lại sang nhà anh chị Long Khánh của em. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Nói chung là mình cứ đi dần dần mỗi nhà một bữa các bạn ạ. Thế là khi nào mà hết anh em làm YouTube thì đi về. Vậy sao anh không mời tất cả anh em đây cũng như là... Anh đặt lịch mỗi nhà một bữa. Ok, đến khi mà hết... ăn hết đại tiểu các nhà thì đi về. Anh Hải ơi, anh Hải ghé lò nhà em được không anh Hải? Lò võ á? Lò xúc xích. Lò xúc xích. Ok, được. Tưởng lò võ vào thôi. Rồi, 100% nè. Hết tưởng này có xúc xích lòi ra luôn. Mà nó hết rồi, mình nói vậy. Anh ơi, nhưng mà cái bọc kia là cái gì anh? Cái bọc à, chả mực. Ê, chả ốc. À, thôi được rồi. Chả ốc được, ok. Em lại không chơi được ốc mấy. Không, anh ăn thử một cuốn coi. Ngon lắm. Ăn với tí tô à. À. Vậy là thấy mắm được không vậy ạ? Nãy mình hỏi rồi, hình như bún nha. Mắm bên em là mắm muối chua anh đúng rồi. Mắm mực á. Ăn tí tô á. Mắm muối chua phải như mắm. Anh được tấm cái nào? Cái rau tí tô với nước mắm gừng thôi. Ờ, ngon quá. Cái nước mắm mực gừng đâu em? Đây chưa? Ây da. Đây đây. Mắm là chống tay được mà gấp là muốn chắc mẹ. Nhưng mà em không chia cái chả mực nó xuống dưới để. Để chỗ này chừng nào mới hết. Giòn không? Chưa đều quá. Quá giòn. Đây đây đây. Ủa. Cá ngon đấy. Trời ơi. Còn nóng bây giờ này nói được gì. Ông ơi, em lấy cái đồ đũa bắt dâm. Thì mình đây nè. Anh em mình chơi con này đi. Nói nghe quê quá. Nè. Trời ơi. Giòn rụm. Đồ đũa bắt dâm. Giòn rụm luôn. Cái này là Long Khánh. Tác phẩm này của Long Khánh quê em. Đúng đúng đúng. Tiền hai biết đồng hồ đó. Đó. Còn là cá này bắt là của anh bạn Toàn với cả Linh. Ồ, ra đón nha. Xin cảm ơn em. Siêu siêu giòn. Cá này chắc cả 4kg mấy 5kg. Vậy nó giờ bây giờ nó như bánh tráng vậy. Ăn cái dãy nó mới ngon á. Anh em gái xong vậy? Ăn miếng em. Rồi. Cảm ơn đôi bạn trẻ Long Khánh với em nhá. Chúc kênh Long Khánh với em là sớm đạt nút vàng. À quên nhầm nút bạc đã chứ nhỉ. Nhảy vọt quá. Anh ơi, ra đòn đi. Được rồi. Rồi. Mời cả nhà trên kênh Sapa nha. Dai giòn như bim bim. Ồ, giòn giòn cũng như da heo quay ha. Có mắm nêm nè. Mắm nêm bên em bạn có bán không? Mắm nêm bên em ngon lắm. Mắm bên em bạn bán mắm nêm. Ờ. Hôm nào đi chơi hết anh em ở đây xong hát thì ra ngoài mình qua Tây Nguyên chơi với mấy anh em Tây Nguyên. Sau đó thì có khi sẽ ghé qua team Sơn Thời Bến Đốc để giao lưu với anh em. Chứ sao có khi anh này. Nói chung là nếu dịp mà em cũng muốn anh ghé nhà em. Ok ok. Đây là không phải mùa nào có thằng món được đâu ở nhà. Đây. Cảm ơn anh Phương chị Phương. Cái móng tay á. Nấm mối hả chị? Cái này là canh cho anh bắt canh nấm mối kìa. Nè. Cháo, cháo nấm mối. Cháo á. Ăn đi, cho anh bắt đi. À múc đi. Xít xòa. Cho anh Phúc một bát luôn em ơi. Một nồi nhiều lắm.
Nhưng mà anh chị đã bán cái món nấm muối này chưa? Không, mình cái này hàng này để dành ăn chứ không có bán đâu. Hiếm lắm hả? Không phải, tại này nó dạng số lượng nó ít á, không có nhiều đâu mà mình bán đâu có được. Dạ. Này giống như hàng limited. Thế thôi, thay mặt anh em cảm ơn anh chị nhá. Hôm nay anh chị vất vả quá. Đấy. Này chế biến bao nhiêu món liền liền. Nào, anh em mình vô vào đi. Ờ, Huỳnh Rồi, anh ơi. Rồi. Anh chị ạ. Anh chị em ơi. Long Khánh Quyên. Lại đến. Trái ba TV. Mãi đến. Mập suốt. Mãi đến. Phút đi hùng. Sử dụng vlog. Mãi đến. Mãi đến. Bây giờ mình phải hô từ từ thôi. Từng kênh hô một chứ hô nhiều này. Thế này. Mình hô từng kênh cái ai bán gì mình hô luôn. Dùng mập vút gà hú muối rồi rồi ok ok hay đấy à. Được 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 làm thắng của em mấy trái cây không có bưởi mãi đến có bưởi chứ có luôn hả thôi đề nghị anh em không được nói từ bưởi đây như mấy cả sầu riêng cái thứ nha vợ tao bắt về rồi đấy rồi mời cả nhà ui làm mắt cháo này là thịt người luôn đấy. Đây, anh mới nói em có biết đây nhưng mà phải nói là hôm nay vào vườn của anh chị nhưng mà rất nhiều những cái món ngon nói đây được không tổng hợp không Bắc Trung Nam có đủ á Bắc Trung Nam Kênh Vinh Hồng đâu qua đây. Hôm qua em đọc có một cái comment, anh em bảo là sau này nếu mà ông Hải nếu mà họ có bầu kiểu hiệp hội YouTuber Việt Nam bầu mình làm hội trưởng. Nhưng mà mình không dám mà sẽ bầu đại ca làm hội trưởng công chức anh em chinh chiến. Ok. Nói hôm nay có một cái này cũng mong cả nhà hưởng ứng. Nó không phải có sự chuẩn bị nhưng mà sinh nhật của Mập Phút Linh nãy giờ em anh anh em có chuẩn bị cho em cái bánh kem thôi rồi hôm qua ấy hôm qua là anh em tôi là có bảo là về tổ chức về Long An nhà Phan Diễm tổ chức sinh nhật cho em Linh nhưng mà Mập Phút nhưng mà tiếc quá công việc nhà nó lu bu mà quay đi quay lại mình say bố mất rồi hôm nay về đây nhất định là phải nhớ mà cũng báo cáo với nhà là sinh nhật em năm nay hơi bị vip nha ba ngày bữa bà chị Nga bữa dưới Phan Diễm hôm nay là nhà Phúc rồi ba ngày nhưng mà bữa giờ có bánh không dạ có bánh nhỏ nhỏ hai cái một cái của bé Trang camera chị Nga một cái anh Lộc hôm qua tối qua 10 giờ rưỡi đêm tới nhà gõ cửa em tặng bánh kem nhưng mà có clip nào quay lại không dạ chỉ có quay sơ sơ nhưng mà em chưa có đăng lên nhưng mà em nghĩ là bánh kem hay không bánh kem thì anh em mình ngồi chung là vui rồi hay quà dạ cái đó có thì tốt hơn cái đó thì nó càng à rất tiếc là anh em mình không thể hát được cái bài Happy Birthday vì bài ấy dính bản quyền đấy thôi anh em tắt điện đốt nến các kiểu à thôi khỏi tắt đi hay là bây giờ anh em muốn thể hiện tình cảm anh em lại hôn em người cái được rồi lắm mồ hôi lắm anh em và chị em được không tắt quan dạ chị em để em đọc cái dòng chữ trên cái bánh kem nha à dạ để em ghi bro sinh 1950 cái này thì quá là hạnh phúc luôn rồi anh em YouTube mừng sinh nhật Mập Phốt cả nhà không riêng một ai hết nhưng mà đúng ra là cái này là của chị Thảo đặt nhưng mà chị Thảo rất là chung chung nhưng mà thật sự là như vậy mới là gọi là biết đó cả nhà đầy đủ á thôi thì em cũng ước mong là năm nay nếu mà được nếu mà có cơ hội em được nút vàng còn nếu mà được có cơ hội nữa thì anh em mình ngồi chung như vậy dài năm hay là vài chục năm nữa thì càng tốt nhưng mà chuyến xe xuyên Việt sang năm thì có đăng ký không dạ có chứ rồi anh em mình hát nè chúc mừng sinh nhật ý các bạn chúc mừng sinh nhật dưới hả và chúc mừng sinh nhật thì bà đấy mình chỉ bản quyền dạ dạ thôi nhiều đó thì đủ vui rồi
Không có gì đâu, có anh về khóc với em thôi. Thôi em ước rồi nha, giờ em thở nếm nha. Cảm ơn anh chị nhiều nha, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Ở nhân đây năm nay cũng được chúc cho sinh nhật của em. Dạ, chúc em sinh nhật sinh nhật vui vẻ, dạ. Sức khỏe thì tràn đầy, dạ. Còn cái đất tự em kiếm. Không anh ơi, đất anh có thể tặng nó được, nhưng mà bảo nó chuẩn bị bao đi. Cho mình đất nhiều, muốn xúc bao nhiêu xúc, cho về trồng cây. Không, câu nói này hay à. Nói như anh Phúc tặng em được, nhưng mà anh Phúc sợ em hư thôi. Tại vì nhỏ quá mà có đất sớm nó hư. Để từ từ. Đã dai ngọt quá. Thôi anh em dùng tiếp đi, xíu nằm bánh kia. Đúng rồi, ok kìa. Okay. Thôi có khi sau đây thì Hải cũng xin phép là kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn anh Phúc Chí Thảo rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh em. Quay. Anh xin là anh chưa, anh em chưa được dùng cái món canh Tây Bắc nữa. Món bắp. Cái này mình trồng mình không. Đúng rồi. Được rồi. Okay. Okay. Ra không em phải giữ nguyên cái khúc nãy à. Cái khúc em định chào mà em quên. Không giờ đổi chén cho cả nhà ơi. Đổi chén. Đổi chén. Thôi nhưng mà chảo nó muối ngon đấy anh ạ. Ngon. Cái nấm mối này đặc biệt làm gì cũng không. Nhưng mà tại nó hiếm đó mày ơi. Đúng ra chuyển cảnh đó là nếu mà không ấy là anh ngơ ngời. Nhưng anh ráng húp rồi em biết rồi. Ngon á. Đây, đấy cho anh Phúc. Anh Phúc Chị Thảo là có một cây sổ. Quả sổ nhưng mà anh chị lại không, anh mua nước ấy, quan trọng là cái nước ấy. Đấy, mít cá nữa. Cá này cá của anh Phúc nè, cá riêu hồng. Cá riêu hồng. Một miếng to vào. Giờ nó dướng đâu dưới. Thôi cho nước em. Thôi nước là được rồi, uống nước canh này. Thường thường ấy là cái món này làm canh để chan cơm ấy. Anh muốn có cơm không? Ừ. Anh muốn có cơm. Không, uống nước canh trước đi, thử xem cái vị của nó. Này anh em tự lấy nhá. Mời cả nhà. Mời anh em cái nhá. Nhà mình có cây này, trái này mà thật sự hôm nay Hải vô mình mới biết là cái cây này để dùng được nha cả nhà. Sao cười này? Không, nó chua chua. Nó hình như có hơi nhớ nhớ không ta? Đấy, đúng không? Kiểu quả nó thế. Cả nhà mà coi được cái clip này thì cái trái này ăn được nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mà không thấy cái clip này thì đủ hiểu. Ngày mai mà không ra cái clip nữa là đủ hiểu. Thôi khi là anh em mình tổng kết phát đi để anh xin phép kết thúc video cái. Bởi vì là video của anh từ nãy giờ dài quá rồi. Dài lê thê rồi. Rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Phúc Chị Thảo nha, cảm ơn tất cả anh em YouTube nha. Cảm ơn, rồi nhân đây cũng chúc cho tất cả fan của các kênh được sức khỏe dồi dào nha. Làm ăn thịnh vượng. Anh chị em ơi! Anh Phúc Chị Thảo! Mãi đến! Phan Hiểu! Mãi đến! Mập Phút! Mãi đến! Long Hoàng Quyền! Mãi đến! Sơn Đường Vinh Long! Mãi đến! Sơn Đường TV! Mãi đến! Ok, cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhé. Bye bye anh em.